Tính tâm minh tịch nghĩa giải. Dịch giả: Thích Duy Lực. Dịch từ Hán sang Việt và lược giải. Lời dịch giả: Phật Thích Ca nói, mọi chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả Phật tử đều tin được, lại tin Phật tánh chẳng thể giảm bớt, cũng chẳng thể gián đoạn, vì giảm bớt gián đoạn là pháp sanh diệt luân hồi. Nếu Phật tánh còn luân hồi, thì kiến tánh thành Phật cũng vô ích. Phật tánh tức là tự tâm. Nếu người tin mình có Phật tánh, tức là tin tự tâm. Phật tánh không thể giảm bớt, vì tất cả thần thông trí huệ năng lực sẵn đầy đủ bằng chư Phật, Phật tánh không thể gián đoạn, thì mọi chúng sanh hiện đang làm Phật. Vậy Phật tánh tức là tự tâm, thì tự tâm của mọi người đã sẵn đầy đủ tất cả năng lực bằng như chư Phật. Thế thì việc lý giải đều là thêm bớt cho tự tâm, nên Tổ Trung Phong làm bài Tính Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải này cố tẩy sạch lý giải để hiển bày chánh ngộ cho bổn lai diện mục tự tâm trọn vẹn hiện khắp không gian và thời gian. Quyển Tính Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải này trích từ Quảng Lục gồm 30 quyển của Ngài Trung Phong, in trong tập 499 của Tích Sa Đại Tạng Kinh. Vì có người chỉ đem phần nghĩa giải trong minh này in ra phổ biến mà lược bỏ những phần khai thị và phủ nhận của Ngài Trung Phong thành điên đảo Phật Pháp, liên lụy tổ sư, nên chúng tôi dịch hết toàn bộ, gồm 4 phần khai thị, nghĩa giải, tịch nghĩa giải và kệ kết thúc, để hiển bày ý chính của Tổ, mong độc giả xem xét cho kỹ. Bài tựa của Ngài Trung Phong. Từng nghe Sơ Tổ Đạt Ma nói đạo trực chỉ bất lập văn tự, nhưng vừa truyền qua 2 đời, đến đời thứ 3 là Tổ Tăng Sáng, thì lại làm ra bài Tính Tâm Minh gồm 584 chữ. Vậy có phải là biến gia phong của chư Tổ trở lại kiến lập văn tự chăng? Hoặc nói chẳng phải, ấy chỉ là muốn hiển bày cái đạo trực chỉ cho hành giả đời sau được đầy đủ chánh tính, phá tà chấp mà thôi. Tính là gì? Là tin bản thể tự tâm rộng lớn như chư Phật, cùng khắp không gian và thời gian, khiến cho được tự tin mà ngộ nhập, chẳng nhờ tu chứng, nghĩa là hễ bước vào cửa tinh quyết chẳng lui sụp. Nên bài Tính Tâm Minh này với thuyết bất lập văn tự của tổ sư trải qua bao đời chẳng trái nhau. Như thế, sự lập ngôn của Tam Tổ thực là chí thành để gánh vác pháp thiền trực chỉ này. Nhưng tiếc rằng những học giả đời nay thường kẹt nơi nghĩa giải, chẳng thể quát nhiên tự ngộ diệu tâm, thấu rõ nguồn gốc, hợp với chánh tính, nên đem bài Tính Tâm Minh này làm dẫn chứng đàm luận, giống như mặt vàng rơi vào mắt, thành ra nghịch với ý Tổ mà chẳng tự biết. Do đó, tôi soạn ra bài này, mỗi đoạn 2 câu, dùng lời và kệ để sáng tỏ bản ý của Tổ, không dám khoe khoang kiếm văn cho là thù thắng. Thật ra chỉ muốn quét sạch nghĩa giải, hiển bày chánh ngộ, nhắc nhở người đồng tham, khích lệ chính mình mà thôi. Nếu có người cảm thấy không vừa ý, thì tội của tôi làm sao tẩy sạch. Cho nên đặt tên bài này là Tính Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải. Chánh văn. 1. Chí đạo Chu Nan, duy hiềm giản trạch. Dịch: Đạo cùng tột chẳng có gì khó, chỉ vì phân biệt mới thành khó. Lời khai thị: Thể dụng của tự tánh cùng khắp hư không, trí tuệ của con người chẳng thể suy lường. Mở cửa nhà lớn nhiễm màu vô biên, vượt trên vạn tượng chiều sâu mà không đáy. Cơ xảo của chư tổ như tiếng hét kim cam dương, của lâm tế sấm sét quanh điệt, muốn nhìn bóng cũng còn khó, huống là thấy mình. Quy thế cây gậy của đất sơn như gió bão điện chớp, đuổi theo không kịp. Đào tạo ra chư tổ chẳng cho mình có công lao,
Gánh biển giác núi chẳng cần ra sức. Ông già Thích Ca thuyết pháp 49 năm, bàn tay chỉ có thể nắm bắt hư không. 1700 bạch niêm tặc, ám chỉ tổ sư đã kiến tánh. Có miệng chỉ có thể treo trên vách tường, rất sẵn sàng mà khó hiểu biết. Muốn ngay trước mặt chỉ bảo họ, thì gai góc đã nổi đầy trước cửa. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch. Người nghĩa giải cho rằng hai câu này là cương yếu, cũng là bản chỉ của bài Minh. Nhưng một chữ tính bao gồm ngũ chứng, chẳng phải chữ tính của tính hạnh. Cũng như các vị trong hội Pháp Hoa lãnh hội quyền trí nhập vào thật trí, lập ra phẩm tính giải để tỏ bày nguyện vọng, chư tổ thấy đó gọi là chí đạo, chư Phật chứng đó gọi là bồ đề, chúng sanh mê đó gọi là vô minh, giáo môn hiển bày đó gọi là biển giác, đều là tên gọi khác biệt của một tâm. Cho đến bao gồm danh tướng, thấu nhập sắc không muôn ngàn đề mục, đường lối dù khác nhau, đâu có sai trái, tốt xấu, cũng không có ngăn cách mê ngộ, tất cả đều cho đây mà hiển bày. Như cây bách của Triệu Châu, dòng kim cang của Dương Kỳ, cây chậu đất bể của Mật An, bánh sắc có nhân của Đông Sơn, giống như dị đoan cùng tà pháp sôi nổi. Vậy thì biết lời nói chí đạo đã hiện hành rồi. Do đó thông suốt lý sự, dung thấu cổ kim, cho làm vô nan đã thành lời thừa. Nhưng thánh phàm nhiễm tịnh, trước mắt toàn chơn, nếu sanh ra tình thức phân biệt thì trái hẳn với chí thể, tự tánh, nên mới nói duy hiềm giảng trạch. Vậy lời văn sau này dù khác, thảy đều không ngoài ý này. Tịch nghĩa giải. Tịch là phủ nhận. Tịch rằng hình như giống nhau, giống mà chẳng đồng. Lại hai chữ chí đạo, dẫu cho ông dùng hết ý thức để giải thích, đối với tông chỉ của vô nan cần phải tương ưng mới được. Nếu chẳng phải tự tâm khai ngộ, âm thầm khế hợp, bất khả tư nghì, dứt hẳn tri kiến, siêu diệt ngữ ngôn danh tướng, muốn trông thấy tông chỉ của vô nan chẳng những xa cách như trời với đất, ở nơi căn và cảnh tương đối, đủ thứ sai biệt, nếu không thể ngay đó giải thoát, mà muốn đem cái đạo lý vô nan không giảng trạch đó tồn chứa trong lòng, thì đâu chỉ nhận giặc làm con mà thôi. Nên ở đây chẳng thể quên lời. Kệ kết thúc, kệ rằng: chí đạo không nên chê lựa chọn, chớ nói lựa chọn đọa phàm tình. Cần phải đâm mù mắt mẹ đẻ, ban ngày đốt đèn đọc minh này. 2. Đảng mạc tán ái, động nhiên minh bạch. Dịch: chỉ đừng yêu ghét thì rõ ràng minh bạch. Lời khai thị: thẳng chẳng phải tùng, co chẳng phải gai, thông chẳng phải hư không, nghẽn chẳng phải vách tường, là đầu búa khổng lồ ném ngay mặt. Trái lại, thẳng vẫn là tùng, co vẫn là gai, thông vẫn là hư không, nghẽn vẫn là vách tường. Vậy trời xanh biển rộng dính liền như cũ. Đêm qua, người Ba Tư bắt được tên chánh tặc Tây Thiên trong Nam Hải, đợi trời sáng đốt đèn xem, thì ra bác Hai Dương ở làng Đông. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: đảng mạc tán ái, động nhiên minh bạch. Người nghĩa giải cho rằng chán sanh tử, ham niết bàn là yêu ghét, bỏ phiền não, lấy bồ đề là yêu ghét. Hễ ở nơi pháp thánh phàm chẳng còn mảy may cảm tình yêu ghét, thì tâm này tự nhiên minh bạch rồi. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng: thôi thôi, dẫu cho ông tất cả đều chẳng yêu ghét, không bàn luôn đến cái ta, nhưng đâu biết cái chẳng yêu ghét đó đã thành yêu ghét rồi. Nếu chẳng phải đích thân thấy chỗ đứng của tổ sư kiến tánh, cứ chú giải như thế, có đúng ý tổ sư từ Tây Trúc đến chăng? Kệ kết thúc, kệ rằng: trời che đất chở khắp mọi nơi,
mặt trời chiếu soi chẳng thiếu sót, lại muốn ngồi trong nghĩa minh bạch, chẳng biết hai chân dính nước sình. 3. Hào đi hữu sai, thiên địa quyền cách. Dịch: xây xích mảy may, cách xa trời đất. Lời khai thị: có căn cứ nhất định, lại không tiêu chuẩn phép tắc, đem hư không lắp hư không, dùng mục đích phá mục đích, mua đá được ngọc. Dẫu cho lục tổ nói chẳng hội, đạt ma nói chẳng biết, đều là dời qua trữ bướm. Chỉ hai đường dây dưa này đã dẫn khởi gai gốc đầy trời. Bỏ gai gốc, hải thần chẳng quý giả Minh Châu, nguyên lắm ném thẳng ngay vào mặt họ. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: hào đi hữu sai, thiên địa quyền cách. Người nghĩa giải cho rằng pháp môn rộng lớn này, dù nói mê ngộ chẳng khác, nếu người còn mảy may tình cảm yêu ghét phân biệt chưa dứt sạch, thì như trời với đất cách nhau quá xa rồi. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: giải thích như thế, giống thì giống, phải thì chưa phải. Tại sao? Vì còn thiếu một tiếng ồ, ngộ. Dẫu cho ông mỗi mỗi không sai, lý hợp với đạo, vẫn còn không khỏi cách xa như trời với đất. Kệ kết thúc. Kệ rằng: nói chi có sai và không sai, đều thành dụi mắt thấy hoa đốm. Muốn lìa mảy may việc càng nhiều, trời đất xưa nay vẫn cách xa. 4. Dục đắc hiện tiền mà tồn thuận nghịch. Dịch: muốn được tự tánh hiện tiền, chớ còn tập khí thuận nghịch. Lời khai thị: hai không là đôi, một không là chiếc, buông chẳng lìa, nắm chẳng hợp. Dương kỳ 10 năm đúc thành chồng kim cang. Đạt ma 9 năm nhìn dở vách tường sắt. Lúc cổ Phật chưa sanh, bóng trăng hiện khắp ngàn sông. Khi vũ trụ đã thành, gió mát sung mãn mười phương, nói thuận chẳng thuận, nói nghịch đâu nghịch. Quả giác linh dương ăn gãy sắt, trái cân bóp trên nước vàng ròng. Con linh dương lúc ngủ treo sừng trên cây, dưới đất không có dấu tích, thở không ra tiếng, thợ săn khó tìm. Dụ cho tự tánh không hình tướng số lượng, trái cân bóp trên nước làm việc vô lý, tự tánh ăn gãy sắt cũng là việc vô lý. Hai không là một, một không là chiếc, đều là việc vô lý. Pháp nào có thể lý giải thì chẳng phải tự tánh. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: dục đắc hiện tiền, mạc tồn thuận nghịch. Người nghĩa giải cho rằng tổ sư nói đến đây thành có mâu thuẫn. Tại sao? Việc này vốn đã hiện tiền, còn muốn đắc cái gì nữa? Kinh nói: chánh tánh vô bất thông, thuận nghịch giai phương tiện. Tự tánh khắp hư không, chẳng có tương đối, đối thuận, đối nghịch đều là phương tiện. Ở đây nếu bảo mạc tồn, thì lại thành đoạn diệt rồi. Thật ra, ý tổ sư chẳng phải vậy, chỉ dùng phương tiện khai thị cho hàng sơ học. Cũng như người no, đã ngộ, thì không thèm đồ ăn ngon. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: im đi, tổ sư ở dưới gót chân ngươi. Dẫu cho đạp một cái tan đát, vẫn còn phải than 30 năm nữa. Kệ kết thúc, kệ rằng: muốn được hiện tiền đuổi theo vọng, chẳng còn thuận nghịch trái với chân. Sung sướng đau khổ quên phân biệt, cũng là con mắt dính bụi trần. 5. Di thuận tương tranh, thị di tâm bệnh. Dịch: thuận nghịch tranh nhau, ấy là tâm bệnh. Lời khai thị: bệnh chẳng phải tâm, tâm chẳng phải bệnh. Chớ đem cái cây hàng rào hủ lậu cho là cán gáo buốt nước sông. Tâm chẳng lìa thân, cũng chẳng phải tức là thân. Cho là khác nhau thì bệnh càng nặng. Giải thích công án: nhật diện Phật của Mã Tổ thì bệnh nặng càng nặng thêm. Chỗ tình chấp chưa dứt sạch thì dùng cam lồ cũng có thể giết người. Khi cơ phong khế hợp thì dùng thuốc độc tỳ sương cũng cứu được mạng.
Từ khi phương thuốc đưa nhau truyền, đầu búa không lỗ sanh nhiều bệnh. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: Di thuận tương canh, thị di tâm bệnh. Người nghĩa giải cho rằng sanh tử vô thường là tâm bệnh, kiến, văn, giác, tri là tâm bệnh, tham thiền học đạo là tâm bệnh, thành Phật làm tổ là tâm bệnh, cần phải quên cả thuận nghịch, bậc cả thánh phàm. Muôn niệm đều bỏ, một lối không tịch, chẳng nhờ thuốc thần diệu quý báu, thì cái gọi là tâm bệnh đó tự nhiên không có chỗ đặt để rồi. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: Tha ngôi, Phật pháp suy đồi, tổ đình quam du, người bị mắc tâm bệnh cùng khắp thế gian đều là kẻ tri giải nhập tâm, chấp thuốc thành bệnh. Đó không phải là việc lạ, dẫu có kỳ bà, thần y đời xưa tái thế cũng không cứu được bọn này. Kệ kết thúc kệ rằng: Thuận nghịch tranh nhau tâm sanh bệnh, thuận nghịch đều quên bệnh sanh tâm. Xưa nay tâm bệnh chết liên tiếp, lại khoe phương thuốc hay như thần. 6. Bất thức quyền chỉ, đồ lao niệm tịnh. Dịch: Chẳng biết quyền chỉ, uổng công niệm tịnh. Lời khai thị: Cả đại địa là bánh xe sắt lửa hồng, cả đại địa là đại viên cảnh trí. Con chồn, con trâu nay vốn chẳng mê, Di Lặc, Thích Ca xưa cũng đâu chứng. Mây trắng lững lờ, chẳng nắm chẳng buông, mặt trăng qua lại, đâu động đâu tịnh. Gom trần sa trong dòng pháp giới, nhốt pháp giới trong hang thái hư. Lúc một người phát chân quy nguyên, kiến tánh, thì mười phương hư không thảy đều tiêu mất là thế nào? Con tò dò nuốt mất núi Tu Di, con khỉ giật mình xuất đại định. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: Bất thức quyền chỉ, đồ lao niệm tịnh. Người nghĩa giải cho rằng quyền chỉ tức chí đạo, thể đồng tên khác, nếu chẳng biết được, dấu cho niệm tịnh trải qua hàng sa kiếp, tu chứng đủ loại, cũng là ngoài tâm cầu pháp, chỉ tự thêm lao nhọc, tổ sư cũng không chấp nhận. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: Quyền chỉ như kiếm bén, kim can, kẻ chẳng biết cố nhiên là tán thân mất mạng, biết được cũng không khỏi chạm nhầm bị thương. Vậy có phương tiện nào tránh khỏi được hai lỗi này? Kệ kết thúc, kệ rằng: Quyền chỉ có ai tự biết được, Thích Ca Di Lặc còn đang mơ, đáng thương cho kẻ chìm không tịch, cô đơn ở núi lạnh nhiều năm. 7. Viên đồng thái hư, vô khiếm vô dư. Dịch: Tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Lời khai thị: Vốn chẳng dư thiếu, lại có tính toán. Trang chu gọi dạng vật là con ngựa, Long Môn cho mười phương là con lừa, giống như chung một đường, lại là chẳng cùng lối. Có nước mới được bóng căn hiền, vô tâm khó đắc và minh châu. Lời giải nghĩa: Tổ sư nói, viên đồng thái hư, vô khiếm vô dư. Đồng lâm bàn nhau rằng: Tâm này nơi thánh chẳng thêm, nơi phàm chẳng bớt, tròn như hư không, mỗi mỗi đầy đủ. Tịch nghĩa giải: Tịch rằng, nói như thế, khác chi người đi tham học các nơi, ngồi chưa ấm chiếu, đem những lời này chứa đầy bụng, chỉ có thể dùng để đàm luận mà thôi. Hễ gặp một việc nào có dính chút lợi ích của mình, thì các niềm so sánh đắc thất nổi dậy ùn ùn, muốn khiến cho đồng viên thái hư đâu có thể được. Đối với việc này cần phải diệu ngộ, ngộ rồi đâu còn cảnh thứ hai để làm đối đãi ư? Kệ kết thúc, kệ rằng: To do làm ổ trên mi mũi, muốn cùng đại bàng nối cánh bay. Nếu cho hư không chẳng thiếu kém, mở mắt bị nhốt trong chim bao. 8. Lương do thủ xả, sở dĩ bất như. Dịch: Bởi do thủ xả cho nên bất như, như là đúng như tự tánh.
Lời khai thị. Tiếng Phước nói: mạc, đừng. Triệu Châu nói: vô, không. Tuyết Phong phóng ra con Ba Ba Nam Sơn, Dân Môn đánh chết con Lý Ngư Đông Hải. Hưng Quá đi dự trai tăng thôn làng, vào trong cổ miếu tránh gió bão. Đơn Hà thiêu Phật gỗ, làm cho diện chủ rụng lông mày. Những việc kể trên đã nghi chết biết bao đại trường phu. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: lương do thủ xã, sở dĩ bất như. Người nghĩa giải cho rằng tâm này đã tròn như thái hư, không thiếu tướng nào, tất cả đều như. Nếu ngươi ở trong pháp nhiễm tịnh vừa sanh tâm thủ xã thì bất như rồi. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng: nếu là bậc tu sĩ tham học chân chánh, thấy người nói những lời này liền phun nước miếng vào mặt họ mà chẳng phải tánh nóng, vì tượng rồng chẳng thể làm mưa được. Kệ kết thúc. Kệ rằng: hai việc thủ xã đã bất như, con trâu ai dám gọi con lừa. Bản thể kim cang khắp pháp giới cũng là dưới hàm trồng lại trâu. 9. Mạc trục hữu duyên, vật trụ không nhẫn. Dịch: đừng theo nơi có, chớ trụ nơi không. Lời khai thị: vạn vật lăng xăng, có người ngu độn, lìa tướng lìa danh, có ai không hiểu. Vì sao Đạt Ma phân gia phân tủy, Lâm Tế lập chủ lập tân, khách làm cho con cháu lăn lộn tìm. Sơ tổ Đạt Ma khám xét môn đồ, có kẻ được da, có kẻ được thịt, có kẻ được xương, cuối cùng Huệ Khả được tủy, kế làm nhị tổ. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: mạc trục hữu duyên, vật trụ không nhẫn. Người nghĩa giải cho rằng cả hai đều quyển. Khởi tâm chấp trước thì thủ xã tranh nhau, một niềm chẳng sanh, thường ở trung đạo, tức là đạo nhân giải thoát. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng: sai lầm, đợi ngươi biết là giải thoát, đã lọt vào ngoan không rồi. Nếu là bậc ngộ tâm chân thật thì hữu duyên và không nhẫn há ở bên ngoài giải thoát ư? Kệ kết thúc. Kệ rằng: đừng theo nơi có còn là dễ, chớ trụ nơi không mới thật khó. Hai đầu khó dễ đều chấm dứt, tổ đình y xưa chẳng dính dáng. 10. Nhất chủng bình hoài, dẫn nhiên tự tận. Dịch: trọn một bình đẳng, tuyệt nhiên tự sạch. Lời khai thị: đạo tràng chẳng đồng, pháp vốn vô sanh. Trăng sáng thấu sông cửa, gió mát đầy bình phong. Chỗ có Phật chẳng được trụ, dùng sắt gói tim đèn. Chỗ không Phật chạy mau qua, bông đẹp trải gấm lụa. Ngoài 3000 dặm tìm bông hái, 10 phương hư không đều tiêu mất. Dễ thương lượng, khó định chuẩn. Trâu đất đáy biển ăn roi sắt, bên đầu trăm cỏ gió lạnh lùng. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: nhất chủng bình hoài, dẫn nhiên tự tận. Người nghĩa giải cho rằng tình chấp thủ xã đã sạch, tri kiến thánh phàm không nơi nương tựa, tự nhiên tất cả chỗ đều bình thường, tất cả chỗ tịch diệt. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng: 3 ngày không ngủ, đừng có nói mớ. Như nay mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, gọi cái gì bình thường hay không bình thường? Kệ kết thúc. Kệ rằng: tuyệt nhiên sạch hết chẳng ngần mé, bên đầu trăm cỏ mở chánh nhãn. Sanh tử niết bàn đều bóp nát, chẳng biết bình thường đặt nơi nào. 11. Chỉ đồng quy chỉ, chí cánh di đồng. Dịch: ngăn đồng trở về tình, tình ấy càng thêm đồng. Lời khai thị: nói quanh lao nhọc danh tướng, nói thẳng chẳng có dài dòng. Nói quanh tàm gác một bên, thế nào là nói thẳng? Trương Tam ăn gậy sắt, Lý Tứ chịu đớn đau. Người sống vào quan tài, người chết đi đưa đám. Quan Âm mất hết thần thông, lại bị con nít chọc ghẹo.
nói thẳng tạm gác một bên, nói quanh lại là thế nào? Qua giác ngộ phải trồng nơi tự tánh, hạt giống Phật nên gieo trên tâm địa. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: chỉ đồng quý chỉ, chí cánh di đồng. Người nghĩa giải cho rằng chân tâm trạm duyên luôn luôn bất đồng, xưa nay lưu chuyển đều do vọng kiến. Vậy động đã là vọng, tịnh cũng là vọng, dùng vọng để ngăn vọng. Giống như ôm củi chữa lửa, chỉ thêm cháy mạnh. Lấy lời Pháp Sư Tăng Triệu dẫn chứng rằng, muốn tìm chỗ bất đồng, đâu phải buông động để cầu tịnh, ắt phải cầu tịnh ở nơi đồng. Vì cầu tịnh ở nơi đồng, dù đồng mà thường tịnh, chẳng buông động để cầu tịnh, dù tịnh mà chẳng lìa đồng. Thế thì động chẳng tướng động, tịnh chẳng tướng tịnh. Như trong kinh nói, hai tướng động tịnh rõ ràng không sanh. Bởi vì rõ biết động tịnh đều là cảnh vọng, các vọng đã tiêu thì hai tướng đâu còn. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng thôi thôi, động là núi bạc, tịnh là vết sắt. Nếu chưa từng đập nát mà muốn hai tướng kia không sanh thì còn cách xa quá. Kệ kết thúc. Kệ rằng: ngọn lửa đâu cho ruồi mũi đậu, lưỡi kiếm đâu cho thân trần đụng. Nhà kính đạt ma không cửa nẻo, nắm tay lôi kéo chẳng ai vào. 12. Duy trệ lưỡng biên, ninh tri nhất chủng. Dịch: hễ kẹt hai bên, đâu biết vốn một. Lời khai thị: nhìn phải nhìn trái, đông nổi tây lặn, ló ra đầu búa khổng lồ, đập lũng đáy thùng sơn đen. Chân nhân vô địa gì, bạc tay núi Tu Di một cái, khiến cho Bồ Tát hư không tạng đứng giữa ngã tư đường chắp tay nói rằng: cúi xin trân trọng. Tại sao có những việc trên như thế? Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: duy trệ lưỡng biên, ninh tri nhất chủng. Người nghĩa giải cho rằng lưỡng biên là hai tướng đồng tình, nhất chủng là toàn thể không khác. Đây là lời giải thích hai câu trên. Phải biết động tình nhị biên, vọng thì cùng vọng, chân thì cùng chân, đâu có hai thứ. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng: im đi, im đi, đừng đem kiến giải vô dụng đã học được để chôn vùi chân tâm của tổ sư. Kệ kết thúc. Kệ rằng: thị nhất chủng hay phi nhất chủng, thị phi kết chấp có ai biết? Chớ đem đá rêu xanh trong tuyết, cho là cò trắng đứng dưới sông. 13. Nhất chủng bất thông, lưỡng xứ thất công. Dịch: vốn một chẳng thông, thì đặt ra hai chỗ là uổng công. Lời khai thị: nhận nai là ngựa, gọi lu là chuông. Xưa nay đem sai chiều theo sai, chẳng khác gì đem hư không lắp hư không. Ngồi rách năm ba cái bồ đoàn, vỗ tay cười to. Đi gãy bảy tám cây tích trường, mặt mày hớn hở. Quét sạch bệnh chấp Phật, Tổ, diệt mất Thiếu Lâm Tông, Thiền Tông. Lò rèn lâu năm, lửa vẫn hồng. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: nhất chủng bất thông, lưỡng xứ thất công. Một số thiền giả bày đặt rằng hai câu này là lời kết trước dẫn sau. Nói kết trước là hiển bày chân lý vốn một, dẫn sau là tránh cái vọng của có và không vậy. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng: nếu là nạp tăng chân thật, dù nói một, nói hai, câu nào cũng quy về tự tông, bản thể, lời nào cũng là ứng dụng. Nếu chẳng như thế thì nói một đã lọt vào hang ổ rồi, huống là hai ư? Kệ kết thúc. Kệ rằng: nói một xưa nay không chỗ để, nói hai đâu có chỗ lập công. Chỉ vì bà mẹ dặn quá kỹ, liên lụy vợ tôi chấp thấy nghe. 14. Khiển hữu một, chìm mất. Hữu tùng không bội không. Dịch: trừ bỏ có thì kẹt nơi có,
đuổi theo không lại trái với không. Lời khai thị: đầu chánh, đuôi chánh, tâm không mắt không, gặp nhau trong đường hẹp, nói bậy cũng trúng. Cây bách của Triều Châu cắt đứt một dòng suối thế gian. Cái bánh sắt có nhân của Đông Sơn, bóng nước bầu trời hiện cây tùng. Voi lớn không đi con đường thỏ, sư tử đâu chịu dẫm dấu chồn. Lời nghĩa giải: tổ sư nói, khiển hữu một hữu, tùng không bội không. Những người đuổi theo lời nói giải rằng có là giọng có, vì trừ nó mà bị kẹt, không vốn từ không, do muốn đuổi theo nên trái. Có là cái có của nhà không, không là cái không của nhà có. Không nhờ có mới hiển, có nhờ không mà bày. Vì hiển nên toàn không là có, vì bày nên toàn có là không. Dung nhiếp với nhau mà chẳng sai, tương đối với nhau mà chẳng khác. Do đó được biết, trừ nó hay theo nó đều là vọng. Tịch nghĩa giải: tịch rằng sư tử cắn người đâu chịu đuổi theo cục xương. Y văn giải nghĩa: còn không bằng con chó đuổi theo cục xương nữa, mà còn muốn nó rống lên chụp người ném cục xương ấy thì đâu có thể được. Kệ kết thúc. Kệ rằng: chỉ vì lá bùa dán quá cao, giữ cửa vẫn bị quỷ thần vào. Đâu bằng ở dưới thềm nhà lá, suối mây chăn núi làm bạn nhau. 15. Đa ngôn đa lự, chuyển bất tương ưng. Dịch: nói nhiều lo nhiều, càng chẳng tương ưng. Lời khai thị: như nước vào nước, như gương soi gương, tẩy được pháp trần lại kết thành kiến bệnh, làm cho tam thế chư Phật không nhà để về. Lịch đại tổ sư chẳng có đạo để chứng, vì thương xót cho Quang Tuần mù mắt phải xem số mạng cho không dương. Đêm khuya lật bàn quẻ ra xem, hư minh lạnh lẽo tự soi nhau. Cho nên nói: đa ngôn đa lự, chuyển bất tương ưng. Lời nghĩ giải: người nghĩ giải cho rằng nói nhiều cách đạo càng xa. Lại nói: diệu tâm sổng nhiên chiếu soi, lấy tịch lặng của bậc thánh làm tông. Còn dẫn chứng Tổ Đạt Ma dạy: ngoài tuyệt các duyên, trong tâm không nghĩ tưởng. Ngoài tuyệt các duyên thì quên lời nói, trong không nghĩ tưởng thì hết niệm lo. Tịch nghĩa giải: tịch rằng người dẫn chứng như thế, vậy có tương ưng với tự tánh hay chưa? Nếu chưa thì nói chi ngôn ngữ này nọ. Kệ kết thúc. Kệ rằng: do lời hiển đạo, đạo quên lời, quên đến không lời cũng vọng truyền. Thị phi thoát ra ngoài lời nói, hư không chẳng miệng biết nói thiền. Tuyệt ngôn tuyệt lự, vô xứ bất thông. Dịch: bặt nói bặt lo, chỗ nào cũng thông. Lời khai thị: đạo ngô múa hốt, cây hốt của quan triều đình, thạch cũng dương cung, tây hà sư tử, trường sa mãnh hổ, chẳng những bấy giờ tiếng tâm lừng lẫy, cho tới ngày nay gia phong vẫn còn lưu truyền, đến dưới cửa tổ sư phải khiến dấu chuột mất. Tại sao như thế? Há chẳng thấy dùng nia đông gạo khác với cái lít, bàn ủi nấu trà không giống cái ấm. Cho nên nói: tuyệt ngôn tuyệt lự, vô xứ bất thông. Lời nghĩa giải: hoặc có người y văn giải nghĩa rằng bặt nói thì đường ngôn ngữ dứt, bặt lo thì chỗ tâm hành diệt. Đường ngôn ngữ dứt thì tịch mà chiếu, chỗ tâm hành diệt thì chiếu mà tịch. Đến đây Như Lai thiền và Tổ Sư thiền có thể xỏ chung một sâu. Cũng có cổ nhân bảo họ thôi đi nghỉ đi, khóe miệng lên meo, trên lưỡi mọc cỏ, đều không ngoài lý này. Tịch nghĩa giải: tịch rằng lãnh hồ như thế, giống như để nước đá trên ngọn lửa hồng, thật là không biết mắc cỡ. Nếu qua như lời nói ấy thì đâu cần tổ sư từ Tây trúc sang. Kệ kết thúc. Kệ rằng bặt nói bặt lo đầm người gỗ, khi nào thành Phật
Dinh Gia Chê, chưa ngộ trước lời thăm quyền chỉ, đem một mãi long ngăn thiếp di. 17. Quy căn đắc chỉ, tùy chiếu thách tông. Dịch: trở về cội gốc thì được ý chỉ, đuổi theo chiếu soi lại mất bản tông. Lời khai thị: chẳng như thế, chẳng như thế, nhận có là không. Chẳng như thế, ở nơi như thế, giống như dùng lưới bắt gió. Như thế, ở nơi chẳng như thế, như dùng giấy ướt để nhốt cọp. Tại sao? Há chẳng nghe nói quy căn đắc chỉ, tùy chiếu thách tông ư? Lời nghĩ giải: một số người khéo suy lường rằng bạc nói bạc lo là trở về cội, nơi nào cũng thông là đắc tông chỉ. Nếu người lãnh hội theo nghĩa về cội đắc chỉ đó thì lại đuổi theo chiếu soi làm lạc mất tông chỉ rồi. Nhưng cội vốn chẳng chỗ về, chỉ cũng chẳng thể đắc. Chẳng rõ nghĩa này tự sanh vọng chấp, nói là tùy chiếu. Nếu còn dấu tích chữ chiếu thì tâm tâm của chư Phật chư Tổ đã lạc mất quá lâu rồi. Tịch nghĩa giải: tịch rằng quả có lời nói này ư? Nếu thật như thế thì cũng như kêu những Phật Tổ từ xưa đến nay ăn gậy sắt của chim la vương. Tại sao? Vì họ quy căn đắc chỉ vậy. Kệ kết thúc, kệ rằng tùy chiếu quy căn đồng một việc, chẳng cần đặc biệt hiển gia phong. Tâm trộm chưa chết trước cơ xảo, đắc chỉ đâu khác sự thất tông. 18. Tu du phản chiếu thắng hước tiền không. Dịch: phản chiếu chốc lát hơn cả không kia. Lời khai thị: thấy đến hành đến, tâm thông quyết thông, hiển lộ con mắt trời người, mổ ra tấm lòng Phật Tổ. Ngược với vật, đuổi theo vật, giống như khác chẳng phải khác. Giết người cứu người, nói đồng chẳng đồng, đều cho đè ngang xuống một lượt. Nửa đêm cửa biển mặt trời hồng. Lời nghĩa giải: Tổ sư nói tu du phản chiếu thắng khước thiền không. Hạng người gượng nói đạo lý rằng đem sáng tối sắc không, dẫn nghĩa quy về tự kỷ gọi là phản chiếu. Phải biết không chẳng tự không, bởi tâm nên không. Có chẳng tự có, bởi tâm nên có. Chúng sanh xa trái tự tâm, vọng thấy không và có, mà muốn theo nó hay bỏ nó, đều gọi là điên đảo. Tịch nghĩa giải: tịch rằng lời nói đoán sai, dưới cửa thiền tông tìm tâm trọn chẳng thể được, ai là người điên đảo? Kệ kết thúc, kệ rằng vốn chẳng phải chiếu đâu cần thiết, nói chi chốc lát với lâu dài. Hễ được kiến tánh siêu danh tướng, hai việc lâu mau nghĩa đều sai. 19. Tiền không chuyển miếng, dai do vọng kiến. Dịch: không kia chuyển biến đều do vọng kiến. Lời khai thị: lư hương chùa cổ, lụa trắng một sợi, ngay đó siêu diệt sanh tử đều là rơi vào phương tiện. Xưa nay chẳng tinh tâm tự mê, lại nói Phật pháp không linh nghiệm. Dù có linh nghiệm, ngay đó liền thành Phật, thì vào địa ngục mau như tên bắn. Lời nghĩa giải: tổ sư nói tiền không chuyển biến, dai do vọng kiến. Người nghĩ giải cho rằng có là vọng, không cũng là vọng. Không và có theo duyên thay đổi chẳng nhất định, muốn được lìa vọng phải bài trừ cả hai. Tịch nghĩa giải: tịch rằng thôi thôi, trừ thì mặc tình cho y trừ, nhưng chẳng biết cái vọng sở trừ và cái tâm năng trừ đều chẳng lìa vọng. Nếu chẳng thể luôn cả cái trừ đều trừ sạch, muốn thoát khỏi cảnh duyên vọng khó mong có ngày. Vậy có phương tiện nào để trừ luôn cái trừ? Kệ kết thúc, kệ rằng không đâu có biến, biến phi không. Trong mắt đừng có chứa núi sông, ba tư đáy nước
thổi đá lửa, mặt trời bay lên cửa biển đông. 20. Bất dụng cầu chơn, duy tu tức kiến. Dịch: chẳng cần cầu chơn, chỉ cần dứt kiến. Lời khai thị: dựng đứng xương sống như sắt, cầm ngang cây kiếm dài như trời, trong lúc động tịnh nhàn rộn, tất cả nhồi thành một khối. Đã tinh chuyên là dũng mãnh, đối với sự thành Phật làm tổ, chẳng cách một hạt bụi. Đụng nhầm Tam Tổ, nói nhỏ với Ngài rằng: khéo léo xem phương tiện, chẳng cần cầu chơn, chỉ cần dứt kiến. Lời nghĩ giải: người học giáo lý cho rằng kiến chấp có 62 thứ, pháp số nêu ra đủ thứ, chẳng ra ngoài hai kiến, đoạn và thường. Cầu chơn rơi vào đoạn kiến, theo vọng rơi vào thường kiến. Kinh Lăng Nghiêm nói: nói vọng để hiển chơn, vọng chơn là hai vọng, phi chơn phi chẳng chơn, nói chi kiến sở kiến. Hễ lìa được tất cả kiến thì toàn thể tức chơn, chẳng cần cầu vậy. Tịch nghĩa giải: tịch rằng phải thì cố nhiên là phải, nhưng tổ sư nói chỉ cần dứt kiến, vậy kiến làm sao dứt? Nếu như có cái lý của dứt kiến thì cái lý đó cũng trở thành kiến rồi. Kệ kết thúc: kệ rằng tác ý cầu chơn, chơn liền ẩn, tận tình dứt kiến, kiến càng sanh. Ngay cửa dù chẳng trồng gai gốc, nhưng đã trong ai có lối đi. 21. Nhị kiến bất trụ, thận vật truy tầm. Dịch: nhị kiến đối đãi chẳng trụ, chớ nên đuổi theo để tìm. Lời khai thị: dùng mũi kim gọt sắt, nơi mặt Phật cạo vàng. Nói không thì mảy may chẳng cách, nói có thì bậc thánh khó tìm. Ban ngày không thấy đường, nửa đêm lại sáng tỏ. Tuyệt đối đãi lìa cổ kim, người đời đều biết hồ hải rộng, xuất ngoại mới biết nước bùn sâu. Lời nghĩa giải: tổ sư nói nhị kiến bất trụ, thận vật truy tầm. Người nghĩa giải cho rằng đã chẳng trụ vọng, cũng chẳng trụ chơn, luôn cái chẳng trụ cũng không trụ. Chính ngay khi ấy đủ thứ đại dụng, tất cả toàn chơn, đâu cần lìa cái này để tìm cái khác. Tịch nghĩa giải: tịch rằng ỷ như những lời nói tương tự này, có ai không chứa một bụng hay nửa bụng? Nhưng muốn gần bên cạnh tổ sư thì chưa được. Kệ kết thúc: kệ rằng các pháp bổn lai vô sở trụ, nơi vô sở trụ bậc truy tầm. Đêm qua tây đỉnh mặt trời lặn, sáng nay y cũ chiếu rừng sâu. 22. Tài hữu thị phi, phấn nhiên thất tâm. Dịch: vừa có thị phi thì lăng xăng lạc mất bản tâm. Lời khai thị: chẳng căn lợi độn, đạo chẳng cạn sâu. Thiền tông có một câu: phi cổ phi kim, mò không đụng đáy. Tĩnh tòa nơi đại viên cảnh trí, dù được đụng đáy lại sâu vào rừng rậm tà kiến. Di Lặc Thích Ca tự biết chẳng có phần, con chồm con trâu ráng nín cười. Đêm cưỡi ngựa sắt chìm đáy biển, mò được mũi kim hồi năm xưa. Lời nghĩ giải: tổ sư nói tài hữu thị phi, phấn nhiên thất tâm. Người ở trong tầm lâm thường nói khắp mười phương thế giới là sa môn tự kỷ, khắp mười phương thế giới là cổ Phật pháp thân. Cho nên nói lăng xăng chẳng phải vật khác, tung hoành đâu phải bụi trần. Chẳng thị cũng chẳng phi, mỗi mỗi đều từ trong tâm diệu minh chảy ra. Tịch nghĩa giải: tịch rằng những lời nói này tòng lâm gọi là việc thương lượng bình thường, cũng gọi là câu nói chuyển thân vô trụ. Ai cũng dùng hai câu này để dẫn chứng. Xưa nay chẳng biết đã làm ô nhiễm bao nhiêu tâm địa trong sạch, nên bậc đạo nhân chân thật quở nó là tạp độc, mắng nó là nước miếng con chồn. Có người nào không chịu sự ma mị ấy chăng? Cần phải mửa hết cho mau. Kệ kết thúc: kệ rằng nói có thị phi, không thị phi, nhà lớn cửa mở đợi ai vào,
gai góc đầy trời, ngang đường cái, đi qua ai chẳng bị vướng đi. 23. Nhị do nhất hữu, nhất diệt mạc thủ. Dịch: hai do một mà có, một cũng đừng nên giữ. Lời khai thị: mặt trời mọc, mặt trăng lặn, trời đất lâu dài, chỉ có châu kim cang, đức sơn, không việc làm, cầm ngang cây gậy đi dọc đường. Có ai hỏi ý tổ sư từ tay trúc sang, nếu chẳng đánh vào sống lưng thì chụp ngay ngực rồi nói: ngậm miệng chó lại. Làm cho sông la vạn tượng hiếp mắt cười ha hả, muốn đến nơi phải đợi 30 năm sau. Lời nghĩa giải: tổ sư nói nhị do nhất hữu, nhất diệt mạc thủ. Người nghĩa giải cho rằng vừa theo hai liền mê một, vừa giữ một liền sanh hai, nên biết hai là chân vọng, một là tự tâm. Cái hai của chân vọng đã trừ, cái một của tự tâm chẳng trụ, gọi là giải thoát trên đường đạo lớn vậy. Tịch nghĩa giải: tịch rằng những lời nói này ghi nhớ trong lòng cho là tham học, chẳng những chưa đủ tư cách để ăn gậy của đức sơn, mà gậy sắt của Diêm La Vương lại không thể thiếu phần cho ông. Kệ kết thúc kệ rằng: bảo y một pháp cũng đừng giữ, chẳng biết đừng giữ chưa thật nghèo, đâu bằng say rượu nằm trên thảm, rải ném vàng ròng cho mọi người. 24. Nhất tâm bất sanh, vạn pháp vô cửu. Dịch: một tâm chẳng sanh khởi, muôn pháp chẳng đúng sai. Lời khai thị: Tô Châu có, Thường Châu có, 6 lần 6 36, 7 lần 7 49. Am chủ dựng lên nắm tay, bá trượng mở ra hai bàn tay. Sản xuất túi cơm ám chỉ tổ sư. 1007 hiện ra đầu thần mặt quỷ, con tôm đâu từng ra khỏi lưới. Lời nghĩa giải tổ sư nói: nhất tâm bất sanh, vạn pháp vô cửu. Người nghĩa giải dẫn chứng kinh luận rằng tâm sanh mỗi mỗi pháp sanh, tâm diệt mỗi mỗi pháp diệt. Các pháp chẳng tự sanh, các pháp chẳng tự diệt, đều do một tâm biến hiện. Một tâm không sanh, các pháp thường trụ. Cho nên người xưa có lời nói: trâu sắt không sợ sư tử rống, giống như người gỗ thấy chim hoa, chính là nghĩa này vậy. Tịch nghĩa giải: tịch rằng đúng thì đúng rồi, nhưng ngài Vĩnh Gia lại nói: ai vô niệm, ai vô sanh. Nếu thật vô sanh thì vô bất sanh. Kêu người gỗ mái đến hỏi thử, dụng công cầu Phật lúc nào thành. Vậy lời nghĩa giải trên dường như trái ngược, xin hỏi bất sanh là phải hay vô bất sanh là phải? Thử xác định xem. Kệ kết thúc kệ rằng: vạn pháp xưa nay chẳng đúng sai, một tâm đâu có sanh bất sanh. Lòng từ dặn dò dù tha thiết, tiếng sáo chăn trâu khó hợp đàn. 25. Vô cửu, vô pháp, bất sanh, bất tâm. Dịch: chẳng đúng sai thì chẳng phải pháp, cũng chẳng sanh cái tâm chấp chẳng phải tâm. Lời khai thị: núi Thái Hoa không hiểm, biển mênh mông chẳng sâu, bài thơ Nguyệt Thực của Lưu Đồng đâu có khó đọc, khúc Thái Cổ của Bá Nha thật có tri âm. Chỉ có ám hiệu tự của Đông Sơn nắm thì không kẻ hở, buông thì rất khó tìm. Làm phiền bao nhiêu người lanh lợi, chen lấn tranh giành đến ngày nay. Lời nghĩa giải: tổ sư nói, vô cửu vô pháp, bất sanh bất tâm. Người nghĩa giải cho rằng, hai câu này là ngược lại hai câu trên, nói không đúng sai thì muôn pháp tự tiêu, không sanh thì một tâm tự tịch. Pháp tiêu tâm tịch, bản thể của chí đạo rõ ràng, chẳng đợi đắc mà đắc rồi. Tịch nghĩa giải: tịch rằng xưa kia tăng hỏi Triệu Châu, học nhân mới vào Tòng Lâm, xin thầy chỉ dạy. Châu hỏi: ăn cháo rồi chưa? Tăng nói: ăn rồi. Châu nói: rửa chén bát đi. Tăng ấy ngộ liền:
Vậy tăng ấy lúc bấy giờ ngộ chẳng đúng sai ư? Ngộ chẳng phải pháp ư? Ngộ không sanh ư? Ngộ chẳng phải tâm ư? Xin xác định xem. Kệ kết thúc. Kệ rằng: chỉ vì lỗi chấp chẳng đúng sai, sanh tâm đều bởi chấp không sanh. Đêm lạnh vượng khóc trăng đỉnh núi, khác đường xưa nay không thể hành. 26. Năng tùy cảnh diệt, cảnh trục năng trầm. Dịch: năng theo cảnh diệt, cảnh theo năng mất. Lời khai thị: đem một lớp khử bỏ một lớp, đường xa mới biết sức ngựa. Chẳng đem một lớp khử bỏ một lớp, lâu ngày mới thấy lòng người. Công án hai lớp, chân đã duỗi thì không rút. Ngoài 3.000 dặm ai là tri âm? Từ khi mùa đông người đã về, mấy đám mây xuân bọc núi xanh. Lời nghĩa giải: tổ sư nói, năng tùy cảnh diệt, cảnh trục năng trầm. Người nghĩa giải dẫn chứng lời Vĩnh Gia rằng: cảnh không trí thì chẳng rõ, trí không cảnh thì chẳng sanh. Trí sanh do rõ cảnh mà sanh, cảnh rõ do trí sanh mà rõ. Nên biết năng là một tâm, cảnh là các pháp. Năng tức tên khác của trí, cảnh tức biệt hiệu của pháp. Cảnh diệt thì tâm năng rõ cũng diệt, tâm không thì cảnh sở hiện cũng mất. Năng và cảnh giúp nhau tồn tại, nhiếp nhau dung thông, vốn không ngăn cách. Người không rõ nghĩa này nên gọi là mê. Tịch nghĩa giải: tịch rằng, theo lời nói như vậy, gọi là liễu ngộ được chăng? Chẳng những không liễu ngộ, lại như người đói khát ăn muối, càng thêm đói khát mà thôi. Kệ kết thúc. Kệ rằng: đồng biết ánh sáng do đèn hiện, cùng nói làn sóng nhờ nước sanh. Nước cạn đèn tắt sóng ảnh hết, mới đáng ngoài cửa ăn roi tổ. 27. Cảnh do năng cảnh, năng do cảnh năng. Dịch: cảnh do năng thành cảnh, năng do cảnh thành năng. Lời khai thị: Đại Tạng Kinh Điển là giấy dụng năm xưa, 1.007 công án là giấy dưa mục nát. Cũng như lá vàng gạt con nín khóc, khác chi đốt đèn với ánh sáng mặt trời. Dẹp qua lớp này lại có một lớp nữa, có mấy ông tăng được thoát khỏi những sự lừa gạt này? Lời nghĩa giải: tổ sư nói, cảnh do năng cảnh, năng do cảnh năng. Có người y văn giải nghĩa rằng, cảnh chẳng tự cảnh, vì năng nên cảnh. Năng chẳng tự năng, vì cảnh nên năng. Năng nhờ cảnh mà sanh, cảnh nhờ năng mà khởi. Phải biết ngoài tâm chẳng pháp, sanh mà bất sanh. Ngoài pháp chẳng tâm, khởi mà phi khởi. Tổ sư đến đây đem nhất tâm dạng pháp dò thành viên kẹo, chỉ muốn y vui vẻ nuốt vào. Tịch nghĩa giải: tịch rằng, hỏi ngược lại họ, ông đã từng nuốt được hay chưa? Nếu như chưa, vậy cả thế giới có ai nuốt được chăng? E rằng sau này dương sắc lửa hồng chắc có phần cho ông. Kệ kết thúc. Kệ rằng: vì năng sanh sở, sở sanh năng. Năng sở đều quên, sanh bất sanh. Ốc trai hút cạn nước biển cả, trên nhánh san hô nửa đêm trăng. 28. Dục tri lưỡng đoạn, nguyên thị nhất không. Dịch: muốn biết hai đoạn vốn là một không. Lời khai thị: không mà chẳng không, cây sậy sừng thỏ chống bể núi bạc vách sắt. Chẳng không mà không, phất trần lông rùa mở ra gió mát trăng thanh. Động sơn ba cân mè dính da dính xương, dân môn cục cứt khô kẹt vỏ kẹt ruột. Trước mặt nạp tăng thả ra không được,
dưới cửa sổ tổ sư tái phạm khó tha, thường khiến trong bụng như kim chích quăng xuống trong biển rộng sóng to. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: dục tri lưỡng đoạn, nguyên thị nhất không. Người nghĩa giải cho rằng nói hai đoạn là chỉ tâm pháp của đoạn trên, nói một không chẳng phải là cái ngoan không của thái hư, cũng chẳng phải cái không đoạn diệt của tiểu thừa, là cái chân không vô tướng của linh giác. Không này là nguồn gốc của chư Phật, là mẹ của vạn linh, chẳng tiếng chẳng mùi, rõ ràng ở trước các vật, chẳng hữu chẳng vô, hiển bày bên ngoài lục trần. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng: đã là không thì chẳng nên có biết, đã có biết thì chẳng nên gọi là không. Nếu chưa từng nắm tay với tổ sư đích thân đến biển giác của chân không, thì nói chi ngôn ngữ này nọ. Kệ kết thúc. Kệ rằng: đào được kho tàng trong chim bao, lại gửi loan phụng lên bảo đài, suốt đêm vui mừng không kể xiết, sáng ngày tỉnh dậy dạ ngẩn ngơ. 29. Nhất không đồng lưỡng, tề hàm dạng tượng. Dịch: một không đồng với hai, cùng bao hàm dạng tượng. Lời khai thị: một câu không ích kỷ, muôn người đồng ngưỡng mộ, so bằng giai tổ, cơ xảo qua bàn tay, đại điên đánh thủ tọa, gom tuyết để chôn vàng, hưng quá phạt duy na, ra tiếng để ngưng âm thanh. Duy có thạch cũng đang quanh năm suốt tháng ló đầu ra trước trăm ngàn chúng, xưa nay chẳng ai biết tán thưởng. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: nhất không đồng lưỡng, tề hàm dạng tượng. Người nghĩa giải cho rằng tâm chẳng khác với pháp, là một không đồng hai. Pháp chẳng khác với tâm, là cùng hàm dạng tượng. Sở dĩ người xưa nói thấy sắc liền thấy tâm, chẳng sắc tâm chẳng hiện. Lại trong kinh nói: xum la và dạng tượng do một pháp ấn định, nên tổ sư sáng tỏ nơi đây. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng: giảng kinh thì cho ngươi giảng, nhưng muốn thấy ý chỉ tổ sư, khác gì đi Trịnh Châu ra cửa Tào Châu. Kệ kết thúc. Kệ rằng: một chẳng phải chiếc, hai chẳng đôi, trăng lạnh đêm khuya bóng in sông, ánh sáng nuốt hết cả vũ trụ, còn dời bóng mai lên cửa sông. 30. Bất kiến tinh thô, ninh hữu thiên đạn. Dịch: chẳng thấy tinh thế thô sơ, đâu có thiên lệch một bên. Lời khai thị: thiền gọi quan ải, giáo gọi cương yếu, cứu vớt chúng sanh trong tam giới, thi đậu tâm không là tiêu biểu. Đụng nhầm thằng không ý chí, tự tánh, móc xiềng xích, mở thắt kết, muôn mắt nhìn thẳng, muốn mở mà chẳng mở, trăm người giơ tay, muốn tát mà chẳng tát. Đạo giả vô tâm vốn nên như thế, đâu phải khoe tài trước mặt mọi người. Cho nên nói: bất kiến tinh thô, ninh hữu thiên đạn. Lời nghĩa giải. Người nghĩa giải cho rằng tâm và pháp đã không, năng và sở đều bạc, thì chúng sanh chư Phật đồng bản thể, mê ngộ chẳng khác. Nên dẫn chứng lời tức tâm minh nói: đâu quý đâu tiện, đâu nhục đâu vinh, đâu đắc đâu thất, đâu trọng đâu khinh. Một đạo hư tịch, vạn vật bình đẳng. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng: nói chứng cũng giống như được chứng, như vì sự chứng quá giống nhau đi, lại trở thành không giống nhau rồi. Vậy thế nào là chỗ không giống nhau? Thử xác định xem. Kệ kết thúc. Kệ rằng: hét ra tiếng sét khó bịt tai, tò dò giác biển vào mi mũi, heo bùn chó ghẻ cùng mở mắt, tam thế Như Lai trọn chẳng hay. 31. Đại đạo thể khoan, vô dị vô nan. Dịch:
Bản thể đại đạo rộng khắp hư không chẳng khó dễ đối đãi. Lời khai thị trộm được y bát vào tay, biết nói chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động. Ngoài y kim lan ra còn có vật gì khác? Xô nhã cây niêu trước cửa, hai ông này vô sự sanh sự, dối người dối mình, bổn lai không kẻ hở, xuyên tạc chẳng dính dáng, có hiểu được chăng? Một lần gặp nhau một lần già, một lần gió thổi một lần lạnh. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: đại đạo thể khoan, vô dị vô nan. Người nghĩa giải cho rằng việc này vốn bao trùm nhật nguyệt hư không, Phật tổ chẳng biết tên, đại địa chở không nổi. Như trời che khắp, như đất nâng khắp, mỗi mỗi viên mãn, người người đầy đủ, đâu còn khó dễ gì để nói. Đây nói khó dễ là tại người chẳng tại pháp. Hễ tin tự tâm là Phật thì dễ, chẳng tin tự tâm là Phật thì khó. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng: theo sự thấy nghe của tôi lại khác. Hễ tin tự tâm là Phật thì khó, chẳng tin tự tâm là Phật thì dễ. Vậy cái lý cao tột ở chỗ nào? Lời này hãy gác lại, cũng như bàn cư sĩ nói: khó, khó, mười dạ hạt mè bày lên trên cây. Bà bàn nói: dễ, dễ, ý tổ sư trên đầu trong cỏ. Linh Chiếu nói: chẳng khó cũng chẳng dễ, đói thì ăn cơm, mệt thì ngủ. Chỗ này nếu phân biệt được ba cái lưỡi hay dở của họ thì sự khó dễ có thể ngay đó lãnh hội. Nếu không, dẫu cho người hiểu theo lời nói chẳng dễ chẳng khó, đâu khác gì con lừa mù muốn đuổi kịp theo bầy, vừa bước chân đã không có đường đi rồi. Kệ kết thúc, kệ rằng: bầy mè trên cây mà thì ngủ, nói đầu trăm cỏ của ý tổ. Ba người đều là không có mắt, mò rào mò dách lúc nào thôi. 32. Tiểu kiến hồ nghi, chuyển cấp chuyển trì. Dịch: sự thấy nhỏ hẹp, có chút hồ nghi, muốn gấp lại càng trễ. Lời khai thị: chuyển từ kỷ vào sơn hà, trâu sắc chìm đầm to. Chuyển sơn hà vào tự kỷ, vôi già lún bùn sâu. Tự kỷ sơn hà ném bỏ một lượt, lò rèn các nơi không thể thiết lập, có thiết lập chẳng khác nắm tay dọa trẻ con. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: tiểu kiến hồ nghi, chuyên cấp chuyển trì. Người nghĩa giải cho rằng tất cả chúng sanh từ trước khi kiếp không chưa có trời đất, đã cùng tam thế chư Phật đồng thành chánh giác, vốn chẳng thiếu kém. Vì tâm này không rõ, tự rơi vào ngu mi mà chẳng biết. Thế nên chư Phật chư tổ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khích lệ, khiến họ ngộ nhập. Sở dĩ nói vì một đại sự nhân duyên xuất hiện trên đời là việc này vậy. Bởi do người chẳng tin tự tâm là Phật mà muốn tìm cầu ở ngoài tâm, cho nên bị quở là tiểu kiến. Phải biết tâm này vốn sẵn đầy đủ, nói là mau được thành Bồ Đề đã thành lời thừa, thật ra đâu có sự mau hay trễ ư. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng: thế thì hiện nay gọi cái gì là Phật? Nếu chỉ bày không ra, bệnh ở chỗ nào? Kệ kết thúc. Kệ rằng: trời há cho ngồi đáy giếng dòm, tận cùng sức thấy cũng thành nghi. Trở mình nhảy ra ngoài hư không, nhướng mày nháy mắt đã trễ rồi. 33. Chấp chi thức độ, tất nhập tà lộ. Dịch: chấp thật là lạc mất tông chỉ, ắt phải rơi vào đường tà. Lời khai thị: núi vô trùng số bất nhị, nước vô trùng số. Thiện tài ở trong tiếng khẩy móng tay thấy lầu cát của ngài Di Lặc cũng vô trùng số. Chân nhân vô địa vị, giữa đường gặp thấy việc bất bình, dùng cây gậy gạch một gạch trên không. Mười vạn tám ngàn đường lối nắm gươm một lượt,
rồi quay đầu lại hét to rằng: Tình xuyên lịch lịch Hán Dương Thụ, phương thảo thê thê anh Võ Châu. Cỏ non biên biết đảo anh Võ, nắng dội Trường Giang cây Hán Dương. Vì sao như thế? Há chẳng thấy tổ sư nói: Chấp chi thất độ tất nhập tà lộ. Lời nghĩa giải: Gần đây có một số người ở vào địa vị làm thầy, thấy người nói kháng thoại đầu của cổ nhân làm công phu miên mật, chẳng uổng phí thời gian để tham cứu việc mình, liền dẫn chứng hai câu này để bài xích. Đối với chấp chi thất độ, cho là Phật Pháp đâu có việc này, bởi tất cả sẵn sàng, sao chẳng tự nhận lấy, lại cố làm bộ điệu của người chết làm chi? Tịch nghĩa giải: Tịch rằng, nói thế cũng đúng, nhưng không xét đến nguồn gốc, chẳng biết ý tổ sư là trách cái chấp sau khi ngộ. Há chẳng thấy Phật Nhãn nói: Có một hạng người cởi lừa tìm lừa, lại có hạng người biết được là lừa rồi mà cứ cưỡi mãi không chịu xuống. Chính là nói hạng người này chấp lý đã ngộ mà chưa thể quên, bên ngoài chấp pháp sở ngộ, bên trong chấp tâm năng ngộ. Cổ nhân quở là pháp trần, cũng là gai gốc tri kiến. Cho nên Dược Sơn nói: Vừa có sở trọng liền thành hang ổ, đều là chấp lý đã ngộ, khiến cho lý ngộ chẳng quên, cho là thật có việc này. Do thấy pháp chẳng viên thông, thành sở chấp của ngoại đạo. Đang mê mà cầu ngộ thì dễ, đã ngộ muốn quên lý thì khó. Nếu không gặp bậc đạo sư chơn chánh thẳng tay gông cùm tay chân, đánh đập thống thiết, thì rốt cuộc không thể đến chỗ tự thôi nghĩ. Đối với thuyết này, ông có vừa lòng chăng? Kệ kết thúc. Kệ rằng: Chấp tâm chưa hết qua thường rụng, thắt kết đã trừ quả không xa. Cứ theo đường tà đi khi trước, quay đầu mới thấy mình trần truồng. 34. Phóng chi tự nhiên thể vô khứ trụ. Dịch: Buông thì bản thể tự nhiên, vốn chẳng có đi và ở. Buông nghĩa là vô trụ. Lời khai thị: Cơ xảo hướng thượng, câu chuyển ngữ cuối cùng cửa đã mở sẵn. Lòng từ của chư tổ luôn luôn nhắc nhở hành giả tham thiền ngay đó liền ngộ. Trăng nửa đêm chiếu trên cành hoa mai, ngộ được cứ ngộ. Rạng đông say rượu cởi chim loan, không cho là Phật Pháp cao siêu, cũng không cho là phổ biến việc đời, vậy rốt cuộc như thế nào? Chẳng thấy tổ sư nói: Phóng chi tự nhiên thể vô khứ trụ hay sao? Lời nghĩa giải: Người nghĩa giải cho rằng tâm chấp đã trừ, tự nhiên tự do tự tại, chẳng chướng chẳng ngại, mà tự nhiên động như mây bay, tịnh như cốc thần. Đã vô tâm đối với này nọ thì đâu có phân biệt đi ở. Kinh Viên Giác nói: Bất cứ lúc nào chẳng khởi vọng niệm, đối với vọng tâm cũng chẳng ngừng nghỉ, trụ nơi cảnh vọng không cần hiểu biết, nơi không hiểu biết cũng chẳng cho là chân thật không hiểu biết. Được như thế thì gần với đạo rồi, nghĩa là tình chấp thánh phàm đều sạch, thì bản thể chân thường hiển lộ, tuyệt hẳn cảnh duyên hư vọng, tức là như như chân Phật. Tịch nghĩa giải: Tịch rằng, chửi nhau cho ngươi tạt nước cũng được. Nếu đối với ý tổ sư, dẫu cho ngươi đem tất cả đại tạng kinh điển đều mửa ra, cũng chỉ thành nghiệp thức mênh mông mà thôi. Kệ kết thúc. Kệ rằng, kiến văn giác tri đều bỏ hết, vốn chẳng tự nhiên lại tự nhiên. Ông đi nước tần ta nước lỗ, đỉnh đầu ai chẳng đội trời xanh. 35. Nhậm tánh hợp đạo, tiêu giao tuyệt não. Dịch: Tự tánh là đạo, vốn chẳng phiền não. Lời khai thị: Bùi tướng quốc, Bùi Hưu ôm Phật đến xin đặt tên. Đường Trang Tông đắc được một báu vật ở Trung Quốc, vua chẳng bị địa vị cao cả dời đổi, thần chẳng bị việc khắp nước nhiễu loạn.
Nạp Tăng tham thiền dẫm bước khắp mười phương, hình thể chẳng bị vật gì trói buộc, lâu ngày chày tháng ngồi tại chỗ vô sự, vì sao lại chẳng thể đúng như tự tánh? Do cái gì làm chướng ngại? Năm năm khô héo rừng Bát Nhã, năm năm tăng trưởng cỏ Vô Minh. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: nhậm tánh hợp đạo, tiêu dao tuyệt não. Người nghĩa giải cho rằng, người tâm không thi đậu, tánh chẳng cần nhậm, mặc kệ mà tự nhậm. Đạo chẳng cần hợp mà tự hợp, tự do như mây ra trên núi, tự tại như trăng đi trên không. Trong đại duyên cảnh, tự tánh có ai chẳng phải vậy? Tịch nghĩa giải. Tịch rằng, Phật Ấn Nguyên Hòa Thượng nói: các cảnh đã ngộ khó nói cho người chưa ngộ hiểu. Như với người mù bẩm sinh, nói cho biết mặt trời sáng tỏ, họ dù nghe mà chẳng thể biết được. Hay người chưa từng buông tay nhào xuống vực thẳm, chưa từng ngộ mà lại dùng lời nhậm tánh hợp đạo để dẫn chứng, thì cũng như người đói nói ăn mà không ăn, lại tự nói đã no, há chẳng phải là dối người ư? Kệ kết thúc. Kệ rằng: mặc cho pháp tánh tự hợp đạo, bệnh của tâm dương càng khó lành. Lại muốn cầu cho tuyệt phiền não, 300 roi sắt chưa phải nhiều. 36. Hệ niệm quay chơi, hôn trầm bất hảo. Dịch: nỗi niệm thì bị niệm buộc, thành trái với chơi. Không niệm thì hôn trầm chẳng tốt. Lời khai thị: Đại Tạng Giáo Điển là sợi dây xích chân, thân vàng trượng sáo, thân Phật là một cọng cỏ. Một tiếng hét điếc tai 3 ngày của Bá Trượng, một vỏ trầu trút ra của Ngưỡng Sơn, những lời nói này là miễn ngói hay là châu báu? Nếu ông nói câu cũng phải quét, câu chẳng phải cũng quét, chính là ăn táo mà nuốt hột. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: hệ niệm quay chơn, hôn trầm bất hảo. Người nghĩa giải dẫn chứng trong kinh nói: tâm chẳng bị đạo trói, cũng chẳng gây nghiệp, ấy là người đắc đạo. Hoặc dẫn chứng lời Đức Sơn nói: mảy may hệ niệm là nghiệp nhân tam độ. Còn nói: hành giả tham cứu, vừa có mảy may tình chấp mê ngộ thánh phàm, thì bị tri kiến mê ngộ thánh phàm làm mù. Cần phải một vật chẳng dính mắt, muôn duyên đều tẩy sạch, mới có thể hợp với chỗ thấy của cổ nhân. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng: đừng phỉ báng cổ nhân nhé. Cổ nhân nói với ông: hệ niệm quay chơn, nhưng chính cái một vật chẳng dính mắt đã là quay chơn, tức là bị niệm trói rồi. Kệ kết thúc. Kệ rằng: hệ niệm trái chơn, chơn chẳng trái. Hôn trầm chẳng tốt, tốt nơi nào? Thùng sơn cứng chắc không lũng đáy, thai trâu bụng ngựa đợi ông già. 37. Bất hảo lao thần, hà dụng sơ thân. Dịch: tốt xấu không nên nhọc tinh thần, đâu cần phân biệt sơ hay thân. Lời khai thị: Triệu Châu khám phá rồi, Thủy Ngân không giả, Dân Môn lỡ lời rồi, A Ngụy phẫn người chẳng chên. Tham thiền không linh nghiệm, đụng đâu mê đó. Sự thấy là cái gai góc trong mắt, việc nghe là cái bệnh của lỗ tai. Ủa, có việc như thế ư? Chỉ cần nói với họ, ngưỡng mặt ngó ngoài trời, xem ai ló đầu ra. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: bất hảo lao thần, hà dụng sơ thân. Người nghĩa giải cho rằng, do hệ niệm thì trái với chơn, đã trái với chơn thì lao nhọc tinh thần. Vì nhọc tinh thần tức phân biệt sơ thân, phải biết hệ niệm là cái nhân của sơ thân, sơ thân là cái quả của hệ niệm. Tổ sư nói hai chữ không cần cũng như việc tự cắn rốn vậy. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng:
Lời nói này như theo hình mèo mà vẽ con mèo, đại khái vẽ ra cũng giống, nhưng chuột chết còn chẳng thể bắt được, huống là chuột sống ư? Nếu chẳng đích thân một dao cắt đứt mạng căn, chơn tham thật ngộ, thì những lời trên chỉ giúp cho việc luận đàm mà thôi. Kệ kết thúc, kệ rằng tốt xấu chẳng nên nhọc tinh thần, dùng hết tinh thần càng chẳng thân, đâu bằng kẻ ngốc nơi thôn giả. Ăn no nằm dài hợp thiên chơi. 38. Dục thủ nhất thừa vật ố lục trần. Dịch: muốn chứng lấy nhất Phật thừa, chớ nên chán ghét lục trần. Lời khai thị: mắt là quang minh pháp thân, tai là âm thanh pháp thân, mũi là trang nghiêm hương pháp thân, lưỡi là thanh tịnh vị pháp thân, thân là phổ giác pháp thân, ý là liễu tri pháp thân, đầy đủ 6.000 công đức thành tựu nhất thiết chủng trí. Nhưng lúc tứ đại phân tán, xương thịt tan rã, lục căn đều biến diệt, vậy pháp thân đặt ở chỗ nào? Lời nghĩa giải: tổ sư nói dục thủ nhất thừa vật ố lục trần. Người nghĩa giải cho rằng nhất thừa là biệt danh của tự tâm, lục trần, lục thức, lục căn là biệt hiệu của tự tâm, đâu có thể chứng nhất thừa mà ghét lục trần. Thế thì giống như yêu tay chân mà bỏ vai lưng vậy. Phải biết ngộ tâm này thì lục trần tức là nhất thừa, mê tâm này thì nhất thừa tức là lục trần. Bùi Tấn Quốc nói: nghịch nó tức phàm, thuận nó tức thánh. Kinh Lăng Nghiêm nói: A Nan, ngươi muốn biết cái câu sinh vô minh là gốc thắt kết khiến ngươi luân hồi trong sanh tử ấy, chính là lục căn của ngươi chứ chẳng phải vật khác. Ngươi lại muốn biết đạo vô thượng bồ đề khiến ngươi mau chứng quả tự tại giải thoát, tịch lặng thường trụ ấy cũng chính là lục căn của ngươi chứ chẳng phải vật khác. Tịch nghĩa giải: tịch rằng lý giải cũng giống như rất đúng, nhưng cần phải biết nhất thừa là hư vọng, lục trần là phỉ báng. Ngoài hai lối này còn tránh khỏi được vọng và báng hay không? Kệ kết thúc, kệ rằng sắc thanh hương vị và xúc pháp, lục trần xưa nay hợp nhất thừa, tình chấp lấy bỏ còn chưa dứt, lại nơi đất bằng nổi sóng to. 39. Lục trần bất ố hoàng đồng chánh giác. Dịch: chẳng cho lục trần là tốt hay xấu thì đồng như chánh giác. Lời khai thị: ông chủ. Dạ dạ dạ. Có đường chẳng đi, không dây tự trói. Nói lục trần là phải thì trái với chơn, nói lục trần là chẳng phải lại thành lỗi lầm lớn. Lầm thì lầm, một cọng cỏ hiện thân vàng rồng, đảo ngược cưỡi hạt bay lên trời. Lời nghĩa giải: tổ sư nói lục trần bất ố hoàng đồng chánh giác. Người nghĩa giải cho rằng chẳng có lục trần cũng chẳng có chánh giác, điều chỉ là diệu tâm sáng tỏ, gọi là lục trần cũng được, gọi là chánh giác cũng được. Ông nếu ở nơi diệu tâm sáng tỏ này có chỗ không rõ thì gọi là chánh giác cũng không rõ, đâu có dịp gì khác. Chỉ cái rõ và không rõ này khiến Phật tổ nhọc lưỡi mỗi miệng phân ra những điều hơn kém, điều do chẳng tin tự tâm mà ra. Tịch nghĩa giải: tịch rằng xưa có một tú tài thi cử nhiều lần không đậu, bèn đốt bỏ bút mực làm bài thơ trở về quê, chê bai công danh như đàm giải. Nhưng đến kỳ thi năm tới vẫn đi vào trường thi như cũ. Người nói lời này cũng chẳng khác như vậy. Kệ kết thúc, kệ rằng chẳng ghét lục trần đồng chánh giác. Đường vào cửa thiền vẫn xa xôi, cần phải ra tay bắt hư không, Phật cùng chúng sanh chôn một hầm. 40. Trí giả vô vi
ngu nhân tự phượng. Dịch: người trí tự tại vô tác, kẻ ngu dụng tâm tự trói. Lời khai thị: dời chỗ gồ để lấp chỗ trũng, cắt cái dài để nối cái ngắn. Trang Tử nói lời này tự cho là rất đúng, nhưng kiểm điểm lại chỉ là tự sanh tính toán so đo phân biệt. Duy có một thượng tọa tích trượng, chẳng tốt xấu cũng chẳng đúng sai, toàn thân chỉ là đang tù lù suốt năm dựa bên gốc thiền sàn. Lời nghĩa giải: tổ sư nói trí giả vô di, ngu nhân tự phược. Người nghĩa giải cho rằng trí chẳng tự trí, do ngộ mà trí. Ngu chẳng tự ngu, do mê mà ngu. Người trí ngộ tự tâm, tâm ngộ vốn vô tác. Kẻ ngu mê tự tâm, tâm mê còn tự trói. Phải biết cái vô tác của người ngộ, dù quỷ thần trời đất cũng chẳng thể khiến cho họ tác. Cái tự trói của kẻ mê, dù muôn hiền ngàn thánh cũng chẳng thể mở trói cho họ. Vậy trí và ngu đều do tâm tạo, đâu phải vật bên ngoài mà làm được. Tịch nghĩa giải: tịch rằng chỉ thấy đầu dùi nhọn, chẳng thấy đầu đục vuông. Tại sao? Phải biết vô tác tức tự trói, tự trói tức vô tác. Nếu cho quả thật có hai lối thì cách tổ sư đã quá xa rồi. Kệ kết thúc, kệ rằng kẻ ngu tự trói cần phải mở, người trí vô tác trói chặt thêm. Chẳng dùng dao kiếm đã cắt đứt, vì thương đồng tử mất thiên chơn. 41. Pháp vô dị pháp, vọng tự ái trước. Dịch: pháp chẳng là pháp, vọng tự chấp trước cho là pháp. Lời khai thị: toàn thân là bệnh, toàn thân là thuốc, suy nghĩ chẳng đến, thoáng qua trước mặt. Thuốc tức là bệnh, bệnh tức là thuốc. Trong hư không dễ nhào lộn, áo vải thanh châu khó mặc, cũng chẳng bệnh, cũng chẳng thuốc. Dạng tượng sum la một cục sắt, con lừa dương kỳ ba cái chân. Lời nghĩa giải: tổ sư nói pháp vô dị pháp, vọng tự ái trước. Người nghĩa giải cho rằng trúc sanh biên biết đều là chơn như, hoa vàng ngào ngạt đều là bát nhã. Tất cả thanh sách trong hư không pháp giới, tìm một tướng đồng bất khả đắc, tìm một tướng dị bất khả đắc. Than ôi, người chẳng rõ lý này, chấp Phật thì bị Phật ngại, chấp pháp thì bị pháp ngại. Vậy chấp Phật pháp còn bị chướng ngại, huống là chấp những thứ khác ư? Tịch nghĩa giải: tịch rằng pháp nếu có khác thì chấp trước mới có khác. Pháp đã chẳng khác thì chấp trước cũng chẳng khác. Vì sao lại nói vọng tự chấp trước? Chỗ này nhìn tổ sư không ra thì những lời trước đều là hí luận. Kệ kết thúc, kệ rằng pháp chẳng có khác thể vốn đồng. Thể đồng đâu có pháp hoằng dương. Đạt ma 9 năm chỉ hướng dách, chẳng biết lấy gì truyền gia phong. 42. Tương tâm dụng tâm, khởi phi đại hú. Dịch: đem tâm dụng tâm, há chẳng phải lầm lớn. Lời khai thị: tâm, tâm, tâm khó mò nắm. Ông già Thích Ca 49 năm nói vuông nói tròn, hoặc tiểu hoặc đại, chú giải chẳng được, sau cùng niêm qua thị chúng. Chính là đem tâm dụng tâm, cũng khó tránh khỏi cái há chẳng lầm lớn này. Đến đây việc đã là bất đắc dĩ, tạm đem cái chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm để che lấp lỗi lầm. Lời nghĩa giải: người nghĩa giải cho rằng ông muốn thành Phật là đem tâm dụng tâm, muốn làm tổ là đem tâm dụng tâm, cho đến muốn thoát sanh tử, trụ niết bàn, chứng bồ đề, dứt phiền não vân vân, đều chẳng ra ngoài đem tâm dụng tâm. Tịch nghĩa giải: tịch rằng tuy vậy cũng chỉ nói được một nửa. Phải biết
tâm thể rộng lớn chẳng thể hạn lượng. Ngay đó giống như đống lửa lớn, đụng vào liền đốt, chạm nhầm liền cháy. Dẫu cho ông không muốn thành Phật làm tổ vân vân, cũng ra khỏi cái đem tâm dụng tâm chẳng được. Kệ kết thúc. Kệ rằng: tức Phật là tâm, tâm là Phật. Ngay chỗ thừa nhận đã trái xa. Ca diếp mỉm cười trước niêm hoa, vô sự khi không bày đặt ra. 43. Mê sanh tịch loạn, ngộ vô hảo ố. Dịch: mê sanh tịch lặng và tán loạn, ngộ chẳng tốt xấu, yêu ghét. Lời khai thị: lúc mê là mê cái ngộ, lúc ngộ là ngộ cái mê. Mê ngộ cả hai đều quên, đập vỡ cái vỏ vô minh. Vô minh đã tan, mê ngộ cũng hết. Vậy hai lối này còn đặt ở chỗ nào? Gõ cửa dùng ngói, gạch, mặc cho y suy lường. Lời nghĩ giải, tổ sư nói: mê sanh tịch loạn, ngộ vô hảo ố. Người nghĩ giải cho rằng: bản thể chân tịnh, tất cả chẳng còn. Kinh Lăng Nghiêm nói: vô lậu chân tịnh, tại sao trong đó lại có thể dung nạp vật khác? Người chưa ngộ lý này, trước mắt chẳng thấy tịch thì thấy loạn, chẳng thấy động thì thấy tịnh. Chẳng biết động cũng là mê, loạn cũng là mê, tịch cũng là mê. Cho đến thấy mình ngay đó thành Phật cũng là mê. Thể thấu rõ được cái tâm mê này thì ngay đó giải thoát. Mỗi mỗi thiên chơn, mỗi mỗi minh diệu. Đã chẳng thấy loạn, cũng chẳng biết tịch. Nhị biên đều lìa, trung đạo chẳng lập, thì đâu còn tình chấp tốt xấu để làm chướng ngại ư? Tịch nghĩa giải, tịch rằng: nói lời này rất gần rồi, nhưng mê từ đâu đến? Ngộ từ đâu khởi? Nếu biết được chỗ đến, chỗ khởi, chẳng cần trừ mê, cả cái ngộ kia cũng không chỗ đặt để. Nếu không, cứ đem cái mê, cái ngộ theo tánh phân biệt, rốt cuộc chỉ tăng thêm bệnh kiến chấp mà thôi. Kệ kết thúc. Kệ rằng: xưa nay thiên hạ ai từng ngộ? Không ngộ làm sao nói có mê? Bỗng nhớ Ôn Châu ngày Vĩnh Gia, cớ gì một đêm ngủ Tào Khê? 44. Nhất thiết nhị biên, lượng do chăm trước. Dịch: tất cả nhị biên đối đãi đều do đo lường suy toán. Lời khai thị: mở miệng nói nhầm, cất bước đạp phải, tất cả đều sẵn sàng. Chẳng tin hãy hành cước, đợi y đi tới đường cùng. Chẳng chỗ ở đậu, áo rách dày lũng. Khi ấy xỏ mũi kéo quầy đầu, ngộ mới tin xưa nay uổng công tìm. Lời nghĩ giải, tổ sư nói: nhất thiết nhị biên, lượng do chấp trước. Có người bày đặt chú giải rằng: vừa thấy có loạn liền thấy có tịch. Phải biết, loạn chẳng tự loạn, vì tịch nên loạn. Tịch chẳng tự tịch, vì loạn nên tịch. Do đó các pháp lăng xăng mới có sự đối đãi nhau sanh khởi. Nói hai chữ châm trước, nghĩa cũng giống như hai chữ giãn trạch ở đầu bài Minh. Vì tình thức giãn trạch chưa tiêu, thì đối với nhị biên, tịch loạn, vân vân, kết thành cái niệm châm trước. Nếu chưa trừ được niệm này thì tất cả chẳng được bất nhị vậy. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: thế thì cái niệm châm trước có phương tiện gì để trừ? Nếu chẳng biết phương tiện gì thì lời ông nói ở trên cũng là do châm trước sanh khởi. Kệ kết thúc. Kệ rằng: nhị biên vốn chẳng cần châm trước, một đạo bình đẳng cũng vọng truyền. Gặp việc chưa thoát ngoài ngôn ngữ, kiến đồng Phật tổ cũng xót thương. 45. Mộng nguyện không qua, hà lao bả tóc. Dịch: việc mộng nguyện như qua đốm trên không, đâu cần nắm bắt cho mệt nhọc. Lời khai thị: mai rùa đen, vô minh, bụng trống rỗng, trái cân sắc thật cứng chắc, chỉ có một thượng tọa.
chẳng bị người xuyên tạc. Sáng cưỡi trâu Thiểm Phủ, chiều cưỡi hạt Dương Châu, có khi ban ngày chạy về nhà. Khi gõ hư không tự chấn đáp, khúc hát về quê tiếng chưa dứt, mây bay chân trời lặng ngôi sao. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: mộng nguyễn không qua, hà lao bả tóc. Người nghĩa giải dẫn chứng trong kinh nói: tất cả pháp hữu vi, như mộng nguyễn bọt bóng, như sương lộ điện chớp, nên tác quán như thế. Còn dẫn chứng ngài Vĩnh Gia nói: buông tứ đại chớ nắm bắt, trong tánh tịch diệt cứ ăn uống, các hạnh vô thường tất cả không, tức là Như Lai đại viên giác. Bèn mặc tình phan duyên, tùy ý tạo tác, cho đến quỷ phạm giới cấm, phá hoại luật nghi, đều lấy hai lời này để dẫn chứng. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: nhưng chẳng biết ngay lúc buông lung tình ý, quả thật thấy những cảnh sở duyên như mộng huyễn không qua hay không? Nếu thấy là không qua thì chẳng nên đeo đuổi. Nếu trong lòng còn giữ một mảy may phan duyên đeo đuổi thì chẳng thể cho là mộng huyễn không qua rồi. Phải biết thành Phật làm tổ cũng là mộng huyễn không qua. Ngoài ra đâu còn cái gì chẳng phải mộng huyễn. Lại càng nên biết ngay cái thuyết hà lao bả tróc đã là trơ vào mộng huyễn rồi. Việc này nếu chẳng đích thân chứng ngộ mà chỉ muốn tùy theo ngữ ngôn lý giải thì chẳng phải ngu là gì. Kệ kết thúc, kệ rằng: Thích Ca nửa đêm thấy ngôi sao, cùng hiện bóng nghiệp trước gương đài, làm thành một thứ mộng điên đảo, chẳng biết ai là đắc tiện nghi. 46. Đắc thất thị phi, nhất thời phóng khước. Dịch: đắc thất thị phi, đồng thời buông bỏ. Lời khai thị: Tuyết Phong ném banh gỗ, Phổ Quá trung chu sắc, dù nói là đại cư đại dụng, rốt cuộc trở thành tạo tác. Đâu bằng Dương Thái Phó ở trong quốc độ vô sanh, cũng chẳng thiện cũng chẳng ác, mặc tình ăn no nằm dài ngủ, tùy ý tự tại an lạc. Có người đến hỏi tổ sư thiền, bảo y cứ xem cây phướng vàng. Lời giải nghĩa, tổ sư nói: đắc thất thị phi, nhất thời phóng khước. Người nghĩa giải cho rằng trong nhất pháp giới chẳng đắc cũng chẳng thất, chẳng thị cũng chẳng phi, chỉ vì vọng tình chợt khởi, dĩ kiến liền sanh. Ở nơi chẳng đắc thất bừng khởi đắc thất, ở nơi chẳng thị phi nổi đủ thứ thị phi. Do đó tổ sư bảo y đồng thời buông bỏ. Đã là tự chạm dao bén, làm cho đứt tay đất bằng dãy sống rồi. Đã biết xưa nay vốn không thì buông bỏ cái gì? Nếu nó có cái lý có thể buông bỏ thì đắc thất thị phi đặt để ở chỗ nào? Tịch nghĩa giải, tịch rằng: ủa, nói có thể buông bỏ cũng đáng ăn gậy, nói không thể buông bỏ cũng đáng ăn gậy, tại sao? Vì ông chưa thoát khỏi được đắc thất thị phi vậy. Kệ kết thúc, kệ rằng: hai tay xòe ra chẳng một việc, thị phi đắc thất thảy đều quăng. Muốn lấy cái này thoát sanh tử, con rắn siết chặt đôi chân ông. 47. Nhãn nhược bất thùy, chư mộng tự trừ. Dịch: mắt nếu chẳng ngủ, chim bao tự dứt. Lời khai thị: quanh năm ngồi kiếp già, suốt ngày miệng như câm, hai mắt ngó trên vách, chẳng biết mong muốn gì, tham cứu tự kỷ, nửa nghi nửa tin, xem lời cố nhân, tợ có tợ không. Đến lúc năm cùng tháng tận, trở thành leo cây bắt cá. Đâu bằng quét sạch cả hư không, trong lòng ló ra dạ minh châu. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: nhãn dược bất thùy, chư mộng tự trừ. Người nghĩa giải cho rằng hai câu này là dụ trước hợp sau. Nhưng người mở to đôi mắt, rõ ràng tỉnh táo, thì hôn trầm tự trừ, đã chẳng hôn trầm thì đâu có chiêm bao.
Tịch nghĩ giải, tịch rằng: nếu làm thí dụ thì được, nếu chẳng làm thí dụ thì tổ sư cũng đáng ăn gậy. Tại sao? Nay mở mắt đâu từng chẳng phải là chim bao. Kệ kết thúc, kệ rằng: kim can chánh nhãn chưa từng ngủ, chẳng biết mộng lớn bao giờ thức. Gửi lời thiền khách cửa tổ sư, chớ cho hạt hót là quanh ca. 48. Tâm dược bất dị, dạo pháp nhất như. Dịch: nếu tâm chẳng cho là có khác, thì muôn pháp chỉ là một như. Lời khai thị: chỗ hành của đạo nhân như lửa tăng băng, trước mặt của nạp tăng như băng dập lửa. Ném bỏ hai thứ băng lửa, mặc cho thánh phàm cùng lối, đạo sĩ không tay vẽ mù quỷ, xà lê mù mắt đọc kinh Phật, lại còn một chỗ đáng tin cậy, tò dò đuốc cả hồ động đình. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: tâm dược bất dị, dạng pháp nhất như. Người nghĩa giải cho rằng dạng pháp nhất như do tâm mới thành khác. Ví như núi chẳng tự cao, tâm cho là cao. Nước chẳng tự sâu, tâm cho là sâu. Tâm này cho là khác vì muôn ngàn sự vật đều thành khác. Cổ và lưng vốn cùng một thân, mà xem nó như hai nước sở và diệt. Anh em cùng giống nòi, mà coi nhau như trời với đất. Vì sự khác nên tình chí thân còn phải khác, huống là phàm với thánh, người với vật, muốn dung hợp thành một, chẳng sanh yêu ghét này nọ, đâu có thể được. Kinh nói: chưa đặt cảnh duy tâm, khởi đủ thứ phân biệt, như bọn mù mò vôi, như thấy bóng cong trong nước nghi là rắn. Ở nơi chẳng đồng dị bừng khởi đồng dị, cần phải trị hết bệnh nhậm. Chẳng thấy hoa đốm trên không, dung pháp giới về tâm này, như gương soi gương, chuyển núi sông vào tự kỷ, tợ không hợp không. Đến đây các duyên tịch lặng, tâm niệm im liềm, nhĩ kiến chẳng sanh, nhất pháp ấn định, mới có thể gọi là phù hợp ý tổ, khế hợp tâm Phật vậy. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: lời này tạm gác qua một bên. Nay trước mắt sáng tối, thông nghẽn hành trụ hoại không, cảnh tượng lăng xăng, gọi cái gì là tâm bất dị? Ngay đó chỉ bày không ra. Hoặc có người nói: mặc cho các pháp hiển bày trước mắt, ta chi dùng cái lý bất dị để chiếu soi, tức là chẳng khác. Ôi, nếu nói như thế lại càng thêm nhiều khác biệt nữa. Kệ kết thúc, kệ rằng: tâm chẳng khác biệt đồng dạng pháp, nắm tay chỉ thể dọa trẻ em. Cứ theo hình vẽ đồ cho giống, lừa gạt người đời khi nào thôi. 49. Nhất như thể quyền, ngột nhĩ vong duyên. Dịch: một chữ như thể tánh quyền diệu, cùng tột bình đẳng, bậc nhân duyên đối đãi. Lời khai thị: thiền thiền thiền, lìa lý giải, Thích Ca chưa được một nửa, Đạt Ma còn thiếu 8.000. Lâm Tế hét tới mỏi miệng, Đức Sơn đánh tới phòng tay. Mỗi mỗi kiểm điểm từ đầu, dẫn cách trời đất xa xôi, tiến tới như vạch sóng tìm nước, thối lui như đào đất tìm trời, chẳng tiến chẳng lui cầu tương ưng, cần phải tham thêm 30 năm. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: nhất như thể quyền, ngột nhĩ vong duyên. Người nghĩa giải cho rằng thể tánh của chữ như quyền diệu lại thêm quyền diệu, chẳng vì nhân duyên mà có, chẳng đo tự nhiên mà thành. Lìa tứ cú, tuyệt bách phi, Phật nhãn chẳng thể thấy, thánh tâm cũng khó lường. Quăng đại thiên thế giới ra ngoài 10 phương, cuốn chặt pháp giới thành một mỹ lông. Một không thì tất cả không, chẳng cần mổ xẻ. Một có thì tất cả có, đâu cần tạo tác. Trần sa chẳng thể dụ số nhiều, hào ly chẳng thể dụ số ít. Nói bậc nhân duyên tuyệt đối đãi,
tức là tánh huyền diệu của một chữ như vậy. Tịch nghĩa giải, tịch rằng, nói thì nói gần đúng. Người nếu chứa lời này trong lòng, muốn tương ứng với thể tánh huyền diệu của chữ như, chẳng khác gì ôm lửa trong lòng mà cầu cho đừng cháy. Kệ kết thúc, kệ rằng, nói như, ngoài như đâu còn như, núi khe trùng điệp ẩn nhà xưa, mặt trời lên cao ngủ mới thức, nhàn thấy một đồng cưỡi ngựa lừa. 50. Giảng pháp tề quán, quy phục tự nhiên. Dịch: muôn pháp cùng quán một lượt, tất cả trở về tự nhiên. Lời khai thị: Phật pháp chẳng ở ngoài tâm, thiền đạo đâu lìa trung đạo dĩ biên. Người nếu khởi tâm tìm cầu, lại xa thập vạn bát thiên, có gì tam yếu tam huyền, toàn thân chẳng hình bóng. Ngay đó lìa ngữ ngôn, đạo nhân đâu cần cầu tương ưng, xưa nay chưa từng chẳng hiện tiền. Lời nghĩa giải: tổ sư nói, giảng pháp tề quán, quy phục tự nhiên. Người nghĩa giải dẫn chứng, giáo môn nói, tùy duyên nên chơn như làm giảng pháp, bất biến nên giảng pháp là chân như. Còn nói, ngoài tâm chẳng có pháp để làm duyên với tâm, vốn là tự tâm sanh, lại làm tướng cho tâm. Lời này so với cái lý giảng pháp tề quán của tổ sư cũng chẳng cách xa vậy. Hoặc nói tề quán cũng là cái bóng của chẳng lựa chọn, nếu còn lựa chọn thì chẳng thể tề quán rồi. Tịch nghĩa giải, tịch rằng, dẫn chứng thì chẳng phải không đúng như mặt trời mọc, mặt trăng lặn, ban đêm tối, ban ngày sáng, rõ ràng chẳng thể lẫn lộn. Vậy thì có đạo lý gì để nói tề quán? Lìa khỏi lời này, xin cho một tin tức tốt hơn thử xem. Kệ kết thúc, kệ rằng, dạng pháp làm sao khiến cho bằng, đâu thể trở về lúc tự nhiên. Xưa nay tri âm rất khó gặp, bá gia tử kỳ đi đâu tìm. 51. Dẫn kỳ sở dĩ, bất khả phương tỷ. Dịch: mặc hết lý giải, chẳng thể thí dụ. Lời khai thị: cái trong điện, cái ngoài tường của Triệu Châu, đánh xe, đánh bò của Mã Tổ, giơ nắm tay, giơ ngón tay của Câu Chi, ném ba trái bánh gỗ của Tuyết Phong, gửi ba tờ giấy trắng của Quyền Sa. Nói tánh, nói tâm nơi Linh Sơn, nói gia, nói tủy nơi Thiếu Thất, tào động lập ngũ vị quân thần, quy ngưỡng lập cửa thiền cha con, đầy mắt núi xanh của Đức Thiều Quốc Sư, nước hồ trước cửa của Vĩnh Minh. Thả đi thì sáng khắp bầu trời, chặn lại thì gió bay muôn dặm. Rước lời không ngưng cơ xảo, tiếng nói đâu cho chỏ mỏ. Hư, tất cả đều là mở mắt đáy dầm, đốt nhang dẫn quỷ, tại sao vậy? Lời nghĩa giải, tổ sư nói, dẫn kỳ sở dĩ, bất khả phương tỷ. Người nghĩa giải cho rằng, kinh Bát Nhã dùng 100 dụ để dụ Bát Nhã, có kinh khác cũng dùng 100 dụ để dụ giải thoát, còn có người dùng 100 dụ để dụ tâm Bồ Đề, ghi đủ trong kinh sách. Đâu có cái lý chẳng thể thí dụ. Phải biết Bát Nhã, giải thoát, Bồ Đề thì có thể thí dụ. Giả sử bỏ hết tất cả danh tướng thì nhất tâm đều bậc, ngay khi ấy còn lập được thí dụ gì chăng? Hoặc theo người xưa nói, cò trắng với tuyết chẳng đồng sắc, ánh trăng qua lau chẳng giống nhau. Lời này há chẳng phải thí dụ ư? Tịch nghĩa giải, tịch rằng, ông muốn ở nơi tuyết trắng qua lau tìm đạo lý, chẳng khác gì nhận màu đỏ của vỏ quýt cho là lửa. Kệ kết thúc, kệ rằng, diễn tả sừng thỏ dài ba thước, so với lông rùa ngắn một phân, lại có hạng người tánh hàm hồ, tai mắt dường như chẳng thấy nghe.
52. Chỉ đồng vô đồng, động chỉ vô chỉ. Dịch: ngưng động chẳng phải tình, động ngưng cũng chẳng phải ngưng. Lời khai thị: muôn to xe đồng ray, muôn sự việc đồng lý, muôn dụng cụ đồng kim loại, muôn làn sóng đồng chất nước, vạn tường xâm la thảy đều là ông. Ông nếu không tin, hãy vào bụng của Thích Ca, Đạt Ma, đi hành cước 100.000 vòng mới biết tất cả vẫn y như cũ. Lời nghĩa giải: tổ sư nói chỉ đồng vô đồng, đồng chỉ vô chỉ. Người nghĩa giải cho rằng lòng từ bi thống thiết của tổ sư đem hai bên đồng tịnh dò thành một khối, nói trắng cho nghe, đại khái đồng ý chỉ của pháp sư Triệu Tăng nói: tức tịnh mà đồng, tức đồng mà tịnh, cũng là ý chỉ của vàng pháp tề quán. Chẳng những đồng tịnh như thế mà tất cả cảnh duyên cũng đều như thế. Tức tịnh là đồng, hoa rụng là do gió xuân đưa, tức đồng là tịnh, băng tan cũng do mặt trời soi. Người trí quán pháp chẳng sai biệt. Kẻ mê do đây khởi điên đảo. Tịch nghĩa giải: tịch rằng lời này tạm gác một bên. Nếu như chẳng đồng chẳng tình, ngay khi ấy còn có lý lẽ gì để thảo luận hay không? Nói mau, nói mau. Kệ kết thúc. Kệ rằng đồng tình móng khởi bệnh liền sanh, nắm tay kéo nhau vào lửa hồng. Con voi xưa nay vẫn như cũ, bọn mù mò mẫm thảy đều sai. 53. Lưỡng ký bất thành, nhất hà hữu nhĩ. Dịch: hai đã chẳng thành, một làm sao có. Lời khai thị: biển Phật không bờ, sông thiền không đáy, nước một thước, sóng một trường, mãi mãi không thôi. Mã Tổ bảo Bàn Quẩn: một hớp hết nước Tây Giang, tàu nguyên một giọt nước của Pháp Nhãn, câu hết làn sóng của Thuyền Tử. Tất cả thị phi trước kia chỉ liên lụy cho Hứa Do phải rửa lỗ tai mà thôi. Nước lớn đầy trời, ngập khắp muôn dặm. Lúc xưa chẳng biết bích nguồn suối, đến nay đất bằng nổi làn sóng. Lời nghĩa giải: tổ sư nói lưỡng ký bất thành, nhất hà hữu nhĩ. Người nghĩa giải cho rằng thị chẳng phi không thị, phi chẳng thị không phi. Vừa thấy có thị, trước đã có phi. Vừa thấy có phi, trước đã có thị. Cho nên thị chẳng tự lập, phi chẳng độc tồn. Phi là cội của thị, thị là gốc của phi. Cho nên chân vọng, ngôn mê vân vân, tất cả đều vậy. Thế thì cái hai của thị phi đã trừ, cái nhất của trung đạo đâu còn. Tổ sư đến đây thật là mổ bụng thấy tim, từ bi quá lố rồi. Tịch nghĩa giải: tịch rằng nếu hai đã chẳng thành, một cũng không có, vậy còn có kẻ biết chẳng thành, không có chăng? Nếu nói không thì ai biết sự chẳng thành, nếu nói có lại gọi là không có được chăng? Tổ sư đến chỗ này chỉ có phần đớ lưỡi. Kệ kết thúc. Kệ rằng chẳng thả xuân về, xuân tự về, vườn cây mỗi mỗi hiền xanh tươi. Bông tím hoa hồng biết đâu kể, bươm bướm từng đôi bay khắp nơi. 54. Cứu cánh cùng cực, bất tồn quy tắc. Dịch: cùng tột cứu cánh chẳng còn quy tắc. Lời khai thị: 10 tấc là thước, 10 thước là trường. Bên đông mặt trời mọc, bên tây mặt trời lặn. Hỏi khắp mọi người trong vô số quốc độ, có ai chẳng biết? Tại sao nói đến tổ sư thiền, mỗi mỗi ngơ ngác như vách sắt? Còn có câu mặt hầu lao quan rất khó hiểu, chẳng ai che giấu, cùng đưa ra một lượt, ấy là cái gì? Thật là quan uổng. Lời nghĩa giải: tổ sư nói cứu cánh cùng cực, bất tồn quy tắc. Người nghĩa giải cho rằng hư không, sắc tướng, lớn, nhỏ, dài, ngắn, trong 10 phương pháp giới, tất cả đều là tự kỷ, tùy chân bước chẳng rời điền địa của tổ tông. Tùy miệng nói
đều là chân lý của cổ Phật, cho đến ôm vợ mắng Thích Ca, say rượu đánh Di Lặc đều thành nhất hành tam muội, còn nói chi khai giá trì phạm chân dân. Nếu Vĩnh Gia cũng nói đại ngộ chẳng kẹt nơi tiểu tiết. Tịch nghĩa giải: Tịch rằng, thôi thôi, nói cũng được, quá rõ ràng, nhưng Diêm La Vương chỉ muốn bắt bọn nói những lời này đến cho ăn ngày sắc. Việc này lợi hại ở chỗ nào? Mọi người về nhà tự kiểm điểm xem. Kệ kết thúc. Kệ rằng: Tùy tai đem ra tùy miệng bàn, phóng túng tung hoành kim chỉ nam, chẳng còn quy tắc lại giữ niềm, tự tánh bất nhị thành hai ba. 55. Khế tâm bình đẳng, sở tác câu tức. Dịch: Khế hợp bản tâm thì tất cả bình đẳng, năng tác sở tác đều tự dứt. Lời khai thị: Voi chúa quay đầu nhìn, sư tử chụp ngược lại, chân chẳng che ngụy, khúc chẳng giấu trực. Chỉ có tôn giả Kiều Trần Dư suốt năm tĩnh tọa, tỉnh tỉnh tịch tịch, cũng chẳng màng đến tháng thiếu là 29, tháng đủ là 30, đêm khuya thì đầu tâm không, thấu qua gai góc đầy trời. Nhân dạo ngoài đồng mở mắt xem, hàng mai hoa nở tự tịch mịch. Lời nghĩa giải: Tổ sư nói khế tâm bình đẳng, sở tác câu tích. Người nghĩa giải dẫn chứng trong kinh nói pháp ấy bình đẳng, chẳng có cao thấp, ví như thủy ngân rơi xuống đất, giọt lớn viên tròn lớn, giọt nhỏ viên tròn nhỏ, cả đại địa không có pháp nào chẳng tương ưng với tự tâm. Lúc Như Lai thành đạo, quán lại hạnh nghiệp tu hành từ nhiều kiếp đều như mộng huyễn, chẳng có kẻ làm cũng chẳng có kẻ không làm, cho nên nói tu tập phạm hạnh như hoa đốm trên không, tọa nơi đạo tràng như bóng trăng trong nước, hàng phục quân ma trong gương, thành tựu Phật sự trong mộng. Bởi do tâm này chưa thấu rõ, ở nơi bình đẳng thấy bất bình đẳng, vì bất bình đẳng nên tất cả sở tác do đó sanh khởi vậy. Tịch nghĩa giải: Tịch rằng, kinh Viên Giác nói tánh vốn bình đẳng, người bất bình đẳng nói là bình đẳng, đã đáng ăn 30 gậy, còn dẫn chứng bao nhiêu trí giải lại càng thêm bất bình đẳng. Kệ kết thúc. Kệ rằng: Đã đến quê nhà còn về đâu, nằm dài trong am nắng dòi cao, trăm ngàn quyền diệu đều quên mất, suốt ngày mở cửa chẳng ai vào. 56. Hồ nghi tịnh tận, chánh tính điều trực. Dịch: Hồ nghi dứt sạch, chánh tính vững chắc. Lời khai thị: Trâu cày cấy, chó giữ nhà, mèo bắt chuột, ngựa kéo xe, thấy lửa biết cháy, thấy nước biết ướt. Tại sao đối với tự tâm mỗi mỗi tối như dầu hắt? Nơi nghi lại thêm nghi, nơi chấp chồng thêm chấp, chẳng cần nghi cũng đừng chấp, ai biết muôn ngàn sai biệt này, tất cả thánh hiền từ đây nhập. Lời nghĩa giải: Tổ sư nói hồ nghi tịnh tận, chánh tính đều trực. Người nghĩa giải cho rằng tinh có hai thứ, chánh tính và tà tính. Tinh tự tâm là Phật, chẳng cầu bên ngoài là chánh tính. Chẳng tin tự tâm là Phật, khởi tâm tìm cầu bên ngoài, dù có làm việc lớn đều gọi là tà tính. Phải biết chánh tính cũng có nghi, vì chưa chứng đắc nên phát nghi. Niệm nghi từ càng vào sâu, lâu ngày chẳng lui sụp, bỗng nhiên niệm nghi bùng nổ, tất cả thấu rõ gọi là đại ngộ. Nên biết ngộ là quả của tính, tính là nhân của ngộ. Pháp sư Tăng Triều nói quả chẳng gồm nhân, vì nhân thành quả. Thế thì lúc tinh tức là ngộ, lúc ngộ chẳng khác lúc tinh. Bài minh gọi là tính tâm, chính là ý này vậy. Phải biết người đại căn khí vừa nghe đề khởi như gặp vật cũ thấu rõ nơi tâm. Quần áo có thể quên mặc, tánh mạng có thể xả bỏ, mà muốn bảo người ấy bỏ chánh tính dù chốc lát cũng chẳng thể được. Nên cổ nhân nói giả sử bánh xe lửa xoay chuyển đỉnh đầu tôi, cũng chẳng vì khổ này làm mất tâm bồ đề. Cái niệm chánh tính nếu thật vững chắc như thế thì đâu có lẽ nào chẳng được thân chứng. Ngoài ra nếu do tà tính mà sanh nghi,
nghi mãi không thôi thì phải sanh khởi kiến chấp điên đảo, đuổi theo cảnh duyên hư vọng, ác đọa địa ngục vô gián. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng phải thì phải, nếu như tin tức là ngộ, thì ngộ phải lộn vào nguồn linh, tự tánh. Đã lộn vào nguồn linh thì cái chữ tin này còn đặt để ở chỗ nào? Nếu nó có chỗ đặt để thì xin chỉ ra xem. Nếu không có chỗ đặt để thì lời tổ sư cũng thành lời thừa. Kệ kết thúc. Kệ rằng gốc tin chẳng chánh khởi hồ nghi, niệm nghi tan rã chánh tính khởi, lời nói rõ ràng được tương tự, cách xa tổ định như chân trời. 57. Nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức. Dịch: tất cả chẳng lưu giữ thì không thể ghi nhớ. Lời khai thị: đại tâm rộng như hư không, đại trí sáng như mặt trời, đại nghi như đống lửa hồng, đại pháp như vách tường sắt. Bị Lâm Tế tận sức hét cũng chẳng thối lui, bị Đức Sơn thẳng tay đánh cũng chẳng chịu ngừng. Cây cột dây dưa sâu chắc, leo quấn nhánh dây không thôi dứt. Ở trong đó có người ló đầu ra nói: đêm qua bị tôi nhổ tận gốc rồi. Vậy cây cột dây dưa đã nắm trong tay, tính đặt để ở chỗ nào? Trước lời ngoài câu chẳng biết chỗ, càng khiến đất bằng thêm lồi lộm. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức. Người nghĩa giải cho rằng chỗ tâm hành diệt là tất cả chẳng lưu, đường ngôn ngữ dứt là không thể ghi nhớ, ngoài không có pháp để bỏ là tất cả chẳng lưu, trong không có tâm để giữ là không thể ghi nhớ. Liễu liễu kiến, không một vật, chẳng phải người, chẳng phải Phật, hằng xa thế giới như bọt biển, tất cả thánh hiền như điện chớp, cũng là tất cả chẳng lưu. Đốt hương tĩnh tọa ở Đài Nam, suốt ngày tĩnh lặng muôn niệm quên, chẳng phải dứt tâm trừ vọng tưởng, chỉ vì chẳng diệt để suy lường, cũng là không thể ghi nhớ. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng vậy dẫn chứng cũng được tương tự. Dẫu cho ông đem hết ngôn giáo của Phật Tổ dẫn chứng đến cái thúng đựng nước không chảy, chỉ là càng ghi nhớ thêm nhiều mà thôi. Muốn tất cả chẳng giữ, há có thể được ư? Kệ kết thúc. Kệ rằng tất cả chẳng giữ càng sanh kiến, trọn chẳng ghi nhớ vẫn còn tri. Nếu chẳng đích thân về quê nhà, bệnh đói bánh vẽ làm sao trị? 58. Hư minh tự chiếu, bất lao tâm lực. Dịch: rỗng sáng tự chiếu soi, chẳng lao nhọc tâm lực. Lời khai thị: đạo cần mỗi ngày một bớt, học cần mỗi ngày một thêm. Bớt đến kiến chấp tiêu hết, thêm đến đầy bụng tức ngực, bỗng nhiên thêm bớt thải đều quên, tay không về chùa ngồi hướng vách. Trong thành Trì Dương Dương lão sư lạnh lẽo khiến người tưởng nhớ mãi. Đừng tưởng nhớ rỗng sáng từ chiếu soi chẳng phải do tâm lực. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói như thế, người nghĩa giải cho rằng trong sạch đã đầy tròn, chẳng dung nạp vật khác gọi là hư. Hạt châu tự sáng tỏ, ánh trăng tự chiếu soi gọi là minh. Đã hư mà minh, vật đến liền hiện là công dụng của tự chiếu, chẳng cho lộn lời nói. Ở đây nếu thêm một mảy may tâm lực thì chẳng thể cho là hư minh tự chiếu rồi. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng dẫn dụ rất là đúng lý. Vậy ông thấy hư không phải là chẳng tướng mạo chăng? Xưa nay chưa từng thấy hư không tự nói ta chẳng tướng mạo. Nếu hư không có thể nói được thì chẳng phải hư không. Giả sử tổ sư đã biết có thí dụ này thì cái lỗi lỡ lời cũng khó tránh khỏi vậy. Kệ kết thúc. Kệ rằng con dấu vàng rồng tâm ấn tâm, cần phải chư tổ truyền thọ nhau, lén lút lượm được cũng vô dụng, đâu thể bắt chước nói diệu quyền. 59. Phi tư lương xứ, thức tình nan trắc. Dịch: chỗ lìa suy nghĩ, tình thức khó lường. Lời khai thị: bột trắng trong tuyết dễ phân ra, thức tức duy tâm,
mực đen trong than khó phân biệt, duy tâm tức thức, thức chẳng phải tâm, tâm chẳng phải thức. Dưới ánh mặt trời xem trắng đen, trước đài gương sáng hiền xấu đẹp. Lời nói thế này giống như lời giảng duy thức luận của Pháp Sư. Trước mặt nạp tăng làm sao hiển lộ tin tức thiệt. Chẳng phải tâm, chẳng phải thức, ban đêm chó sủa thôn qua, mùa xuân quanh hót bờ liễu, cá kình hút cạn sống đáy biển, con rồng chạy vào vô xanh quất, khiến đại Phạm Dương giật mình thức dậy, thẳng lên đỉnh trời sắc cứu cánh, tác cho hư không một bạt tai, rải xuống Long Châu trăm ngàn hột, tia sáng lấp lánh rồi áo đẹp. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: phi tư lương xứ, thức tình nan chắc. Người nghĩa giải cho rằng thức là thức của nhà tâm, tâm là tâm của nhà thức. Hai thứ này như nước với sữa, rất khó phân biệt. Phải biết thức là nước, tâm là sữa trong nước. Nên giáo môn nói: vua ngỗng tròn sữa, đâu đồng loài vịt. Trong nước đều có sữa, chỉ có vua ngỗng mới biết phân biệt. Ngoài ra các thứ thủy tộc đều chẳng biết. Việc này dù trong tất cả thức đều có chân tâm, chỉ có Phật tổ mới rõ. Cái giác chiếu soi của linh tri gọi là tâm, những suy tư, ghi nhớ, thủ xả, phân biệt, vân vân gọi là thức. Thức có tám thứ, lục căn mỗi căn một thức. Thứ bảy gọi là mạt na, thứ tám gọi là a lại gia, cũng gọi là như lai tạng. Bảy thức trước là nhánh lá, thức thứ tám là căn bản. Trong kinh nói, lúc đầu thai thì đến trước, lúc chết thì đi sau. Ngộ là như lai tạng, mê là a lại gia. Lúc này nơi mê thì gìn giữ tất cả nghiệp thiện ác, vô ký, xả thân, thọ thân từ vô lượng kiếp. Nơi ngộ thì gìn giữ tất cả hạt giống bồ đề, giải thoát, trí huệ từ lúc vô thỉ. Thức này từ mê vào ngộ chuyển thành đại viên cảnh trí, đổi tên mà chẳng đổi thể. Hiện nay ở trong tứ đại ngũ quẩn, các pháp thánh phàm ghi nhớ rõ ràng, tác dụng phân biệt, cho đến kiến văn giác tri, tam giới rộn ràng, vạn pháp thăng trầm, mỗi niệm khởi diệt đều nương nơi thức này mà sanh. Cho nên nói vạn pháp duy thức. Khuê Phong nói: pháp sanh vốn không, tất cả duy thức. Học giả ngày nay chẳng thể đem màn căn một dao cắt đứt, đi khắp tòng lâm, chỉ biết đem cái thông minh của mình dùng để dẫn khởi tình thức, ôm những quyền giải ghi nhớ trong lòng. Gặp duyên móng khởi, chẳng biết quyền giải này là thuộc về tình thức y thông, lại chấp cho là khai ngộ, hoặc làm nhận cái cảm giác linh động rõ ràng trước mắt này, biện luận thao thao, cho là tự kỷ. Giống như Kinh Lăng Nghiêm nói, bỏ trăm ngàn biển lớn, chỉ nhận một bọt, cho là nước cả biển. Kinh Viên Giác nói, đều là tập khí vọng tưởng phan duyên lục trần, chẳng phải thể chân thật. Hòa Thượng Trường Sa nói, những người học đạo chẳng biết chân, chỉ vì xưa nay nhận thức thần. Vĩnh Gia nói, tổn pháp tài, diệt công đức, tất cả đều do tâm ý thức, vân vân. Chư Phật, chư Tổ đã có chỉ bày rõ ràng, mà trong mạt pháp bệnh này ngày càng nhiều thêm. Những kẻ mắc bệnh này là do lập chí học đạo chẳng chân chánh mà ra. Nếu là quyết chí muốn rời khỏi biển sanh tử thì không chịu giấu mình trong tình thức. Chỉ do ban sơ một niệm muốn hiểu thiền, hiểu đạo, hiểu Phật, hiểu pháp mới thành bệnh này. Thức này như núi Thiếp Di rộng lớn, bao vây họ từ vô thỉ, cũng như thiên binh vạn mã ngày đêm ở trước cửa lục căn, rình sơ hở của họ. Nếu không đủ chí quyết định liễu sanh tử thì đi đâu cũng phải vào đó. Tổ sư làm bài tính tâm minh này là mở rộng cửa thiền cho kẻ hậu học thoát khỏi tình thức, chỉ tin tự tâm, cất bước liền vào. Nếu tình thức của học giả còn một mảy may chưa sạch, đọc bài minh này trở thành thuốc độc. Sự lợi hại như thế, nên hai câu đầu nói, chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch. Chỉ hai câu này đem tâm với thức phân giải rõ ràng. Tại sao? Nói chí đạo vô nan, tức là chỉ chân tâm, duy hiềm giảng trạch, tức là phá tình thức. Kẻ tình thức chưa quên, thấy người nói lời này, bèn nói, tôi chỉ chẳng lựa chọn,
đâu biết chỉ cái chẳng lựa chọn này là hiểu theo tình thức rồi. Huống là kẻ mỗi mỗi chấp có, cặp cảnh sanh tình ư. Nên ý bài bên này từ đầu đến cuối nói đi nói lại chẳng rời bản tâm, chẳng qua vì muốn giúp người học biện rõ tâm với thức mà thôi. Cho nên nói phi tư lương xứ, thức tình nan trắc. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng theo lời nói duy hiềm giảng trạch nay lại ở trong pháp một tâm, chỉ ra tình và thức, ấy là lựa chọn hay chẳng lựa chọn. Nhưng tình và thức với một tâm quả là khác hay là đồng ư? Người chân thật học đạo ở đây nếu chẳng thể xác định mà muốn thấy ý chỉ tính tâm minh của tổ sư, chẳng phải còn xa xôi ư? Kệ kết thúc. Kệ rằng chỗ lìa suy nghĩ thật khó lường, môn đồ học Phật đều nên rõ. Ngay đó chẳng biết thiếu vật gì, thông minh lanh lợi lại bị lừa. 60. Chân như pháp giới, vô tha vô tự. Dịch: chân như pháp giới, chẳng người chẳng mình. Lời khai thị: sư khoáng, không lỗ tai, chí thần tự tánh, không bản thể, nguồn linh không có đáy. Đạt ma truyền tủy đâu thể được. Xưa kia ở chung không biết tên, hôm nay gặp nhau chẳng phải ngươi. Bóng trăng đẹp mà xuống nước chẳng chìm, gió lạnh lẽo mà sáu cửa tự mở. Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, dây dưa một leo quấn trước kiếp không. Gió chẳng động, phướng chẳng động, huệ năng đắc chí nơi phòng giả gạo. Linh chiếu rõ ràng ta chẳng biết, mây trăng khe núi tự quen nhau. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: chân như pháp giới, vô tự vô tha. Người nghĩa giải cho rằng chân như pháp giới là tổng danh của một tâm. Ngoài tâm chẳng pháp thì đâu có cái tên gọi tự tha. Không những tự tha chẳng lập, cho đến núi sông, đất đai, hữu tình, vô tình đều chẳng thể đắc lại thành có. Dù nói chẳng thể đắc mà có, cũng chẳng ngại an lập vật tượng tự tha. Tại sao? Chân như pháp giới, dụ như vàng, vật tượng tự tha dụ như bông tai, cà rá, dây chuyền. Phải biết, vàng là thật thể, các đồ trang sức là quyền danh, tên tạm gọi. Thật chiều theo quyền thì vật tượng tư tha chẳng ngại an lập. Dung quyên về thật thì chí thấy chí thế của nhất chân pháp giới. Vậy giả danh của các thứ trang sức chẳng cần trừ mà tự mất rồi. Kẻ mê muội chẳng thông đạt ý chí viên dung của tổ sư, cho là đoạn diệt, đọa nơi sống không, lập cái thuyết vô tha vô tụ. Ở đây cần phải biện bạch cho rõ. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng biện thì cứ biện, nhưng trong chân như pháp giới còn dung nạp được lời biện này chăng? Kệ kết thúc. Kệ rằng trong chẳng tự kỷ, ngoài chẳng tha. Người khác cả gan nuốt trọn trái bí kia, thẳng tay tặng người, người chẳng nhận, rải cát quăng bùn vẫn y xưa. 61. Yếu cấp tương ưng, duy ngôn bất nhị. Dịch: gấp muốn tương ưng, chỉ nói bất nhị. Lời khai thị: biển dụ cho tánh, đất dụ cho tâm. Chứa đầy mà chẳng tràn, hứng nặng mà chẳng sụp, dung nạp hư không chẳng ngằn mé, xuyên thấu cổ kim chẳng biên cương. Trước nói bất lạc, sau nói bất muội. Hồ ly tinh đâu phải hai con, hôm qua nói định, hôm nay nói chẳng định. Cục cứt khô nuốt trọn vào bụng. Biện tài của Duy Ma Cật khiến hàng Bồ Tát bịt miệng. Lưỡi bén như kiếm của Văn Thù đã làm thầy cho bảy Phật. Tâm ta vốn chẳng dây dưa này, chí lý đâu có ghi bia đá. Tiếng sóng ngàn sông chìm biển rộng, muôn núi hùng dĩ kém đỉnh cao. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói yếu cấp tương
tương ưng, duy ngôn bất nhị. Người nghĩa giải cho rằng, tổ sư phí sức phân biệt, trước nói chỉ chê lựa chọn, kế nói một cũng đừng giữ, muôn pháp cùng quán, muôn pháp nhất nhu, vân vân, đều là lý của hai chữ chỉ nói. Nhưng chư Phật chúng sanh bán thể bất nhị, nói thành Phật đã là lời thừa. Vậy nói muốn gấp tương ưng dường như thành hai đoạn rồi. Nếu quả thật có cái lý tương ưng và chẳng tương ưng thì rõ ràng là nhị. Đối với việc này chưa thể không nghi. Tịch nghĩa giải: Tịch rằng chỉ e cái nghi này chẳng chân thật, chẳng vững chắc. Nếu chân thật vững chắc thì cái nghi này sẽ có ngày tự bùng nổ. Nghi này nếu dở thì nhị với bất nhị của tương ưng hay chẳng tương ưng đã thấu rõ trước cơ xảo, lãnh hội ngoài ngôn ngữ mới biết ơn lớn của tổ sư khó đền đáp. Xưa ngài Di Ma Cật bảo chúng Bồ Tát nói pháp môn bất nhị, mỗi mỗi nói xong lại bị chúng Bồ Tát hỏi ngược lại thì im lặng chẳng đáp. Lúc ấy Văn Thù tán thán rằng: Chơn nhập pháp môn bất nhị. Vậy lời tán thán của Văn Thù sanh khởi từ chỗ nào? Nếu cho im lặng là pháp môn bất nhị thì người bệnh câm và người gỗ máy đều được nhập pháp môn bất nhị rồi. Nếu im lặng có thể gọi là pháp môn bất nhị thì ngữ ngôn cũng có thể gọi là pháp môn bất nhị, cho đến ca hát, cười giỡn đều gọi là bất nhị ư? Tại sao chỉ khen một mình Duy Ma Cật vậy? Ở đây cần phải thấu rõ ý chỉ mũi kim đụng nhau đúng khớp của hai vị đại sĩ Văn Thù và Duy Ma Cật thì lời nói tương ưng hay chẳng tương ưng trong một tiếng cười đã tẩy sạch rồi. Kệ kết thúc, kệ rằng: Cửa thiền tổ sư tuyệt chi ly, đá lửa điện chết vẫn chậm trì. Muốn gấp tương ưng nói bất nhị, bà lão nhai cơm mớm tiểu nhi. 62. Bất nhị giai đồng, vô bất bao dung. Dịch: Bất nhị chẳng phải đồng, nhị mới có bao gồm. Lời khai thị: Tổ tổ tâm không, Phật Phật đạo đồng. Tâm không thì các ngôi sao cùng hướng về Bắc Đẩu, đạo đồng thì muôn dòng nước đều chảy về biển Đông. Hưng Quá hôm qua dự trai tăng trong làng, đạo ta nhất quán. Đức Sơn hôm nay không trả lời, công án hai lớp. Bắc hổ dữ, phân rắn rồng, chẳng phí chút sức của hải thần. Nổ sấm sét, phủ mây mù, tiêu hao long dương bao nhiêu gió. Mũi kim gọt sắt để chìm đại địa, dắt nước chỉ mành ngập khắp hư không. Chẳng cán nắm, tuyệt củi lòng, sông thiền vốn chẳng có đò đưa, vách sắt đâu có cửa nẻo thông. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: Bất nhị giai đồng, vô bất bao dung. Hạng người hiểu theo văn tự cho rằng kinh Pháp Hoa nói chỉ một sự thật này, ngoài ra đều chẳng chơn. Còn nói tất cả chư Phật chỉ một Phật thừa, chẳng hai, chẳng ba. Nói một là diệu tâm sáng tròn, thể lìa tu chứng, dọc gồm tam thế, ngang thấu mười phương. Sắc không sáng tối, lấy đó làm nguồn, thánh phàm mê ngộ, lấy đó làm gốc. Cho đến cùng khắp pháp giới, nếu thấy có mảy may, chẳng do đó sanh khởi, đều là sở chấp của ngoại đạo. Cho nên nói, xung la và dạng tượng do một pháp ấn định. Lời bất nhị giai đồng, vô bất bao dung, chẳng thể ở ngoài nghĩa này. Tịch nghĩa giải: Tịch rằng, nói như thế, tất cả ngôn giáo đã ghi đầy đủ, đâu cần tổ sư từ Tây trúc sang. Phải biết, ngôn giáo như bức tranh hoa của Triệu Xương, cao thấp xa gần, búp nở đậm nhạt, xem rất đẹp mắt, nhưng chẳng phải hoa thật vậy. Nếu chưa thể nơi gót chân một dao cắt đứt cuộn chỉ rối, thì đối với tâm chỉ bất nhị giai đồng, đâu thể chỉ miệng nói tai nghe mà đắc được ư? Kệ kết thúc, kệ rằng: Vàng rồng đúc thành trứng gà trống,
đập nát y xưa vẫn còn nguyên, chẳng biết có gì bao trong đó, suốt đêm tia sáng rọi càn khôn. 63. Thập phương trí giả giai nhập thủ tâm. Dịch: người trí mười phương đều vào tâm này. Lời khai thị: chí thần vô công dụng, chí thể chẳng hỗn dung, như chuông nơi chánh điện, lỗ tai chẳng nghe động tịnh. Như mùa xuân đến vườn, nhánh hoa tự trắng tự hồng, ngũ vị quân thần của động sơn đàn tấu trước khi chư phổ nốt nhạc. Bốn thứ chiếu dụng của lâm tế là gia phong đánh roi sắt, dạng linh khó lường, châu ngọc xoay chuyển trước đường cơ xảo, gió bay sấm sét mở mắt trên đỉnh đầu, suy nghĩ chẳng đến, nhanh cũng khó gặp. Sắp xếp cổ Phật lìa hang ổ, đánh cho rắn chết hóa thành rồng. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: thập phương trí giả giai nhập thử tông. Người nghĩa giải dẫn chứng kinh Hoa Nghiêm nói: cảnh giới của Như Lai vô lượng bằng hư không, tất cả chúng sanh vào kỳ thật chẳng chỗ vào. Kinh Viên Giác nói: những người năng nhập, nếu có năng nhập thì chẳng phải giác nhập. Phải biết tông này tất cả chúng sanh vốn đã thâm nhập, đâu có lý nào lại nhập nữa. Chúng sanh đã như vậy thì người trí không nên lại có sở nhập. Vĩnh Minh nói: tâm chơn như vốn chẳng thể lìa, như kẻ mê dụ là xuất, kẻ ngộ dụ là nhập, làm cho mê ngộ tương đối, thật đâu có sự xuất nhập ư. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: hãy gác lời này lại, ông có từng ngộ chưa? Đợi ông chân thật có chỗ ngộ mới thấy lời của tổ sư không dối. Kệ kết thúc, kệ rằng: đồng nói tông này khó được diệu, người trí mười phương cứ bàn nhau, nếu chưa buông tay nơi vực thẳm, chỗ nhập đâu khác địa ngục môn. 64. Tâm phi xuất duyên, nhất niệm vạn niên. Dịch: tâm chỉ chẳng có ngắn dài, muôn năm một niệm, một niệm muôn năm. Lời khai thị: càn là trời, khôn là đất, thiền chẳng khác giáo, dương là kỳ, âm là ngẫu, giáo đâu lìa thiền. Chỉ vì so đo với nhau khiến con rắn uốn quanh cùng mình. Người chuyên nhất tâm tam quán, người hay trực chỉ đơn truyền, nín như núi vách, nói như trời xa, bị kẻ không mặt mũi gặp thấy bất bình, chặn ngang hét một tiếng, khiến cho đạt ma cùng thiên thai, hiền thủ câm miệng, nín thở, thõng tay vào thành. Mỗi người tự quét tuyết trước cửa, chớ đem vô minh thấm thức điên. Lời nghĩa giải, tổ sư nói: tông phi xuất duyên, nhất niệm vạn niên. Người nghĩa giải cho rằng tổ sư lấy nhất tâm làm tông, trong pháp giới nhất tâm, cho kiếp là ngày mà chẳng rút ngắn, cho ngày là kiếp mà chẳng dài thêm, nên xem một niệm là muôn năm, chuyển muôn năm thành một niệm, chẳng dài chẳng ngắn, chẳng ít chẳng nhiều, đâu phải do thần thông mà ra, chỉ vì pháp vốn như thế. Tịch nghĩa giải, tịch rằng: xưa kia có người trí nhà Nho cho bài thọ yểu bằng nhau là vọng tác, cho tứ sanh như một là hư dối. Nếu họ biết có cái thuyết một niệm muôn năm lại càng thêm kinh ngạc, ấy cũng chẳng lạ gì, bởi chân tục chẳng cùng lối mà thôi. Người xưa nói chân thì nghịch với tục, thuận tục thì trái với chân, há chẳng đúng ư? Làm sao khiến họ xé rách lưới tục, cắt đứt căn trần, trở lại xem cái cơ xảo viên thường tự tại, ngắn dài giúp nhau của tổ sư, thì cái lỗi lỡ lời mới mong có thể tránh khỏi. Dù vậy, muốn chẳng kẹt nơi ngắn dài, thử nói một câu xem. Kệ kết thúc, kệ rằng: sát na muôn kiếp chẳng ngắn dài, đo lường hư không nói tròn vuông, cứ ngay khi ấy chấp là thật, đứng xa ngoài cửa dành đúng sai. 65.
vô tại bất tại, thập phương một tiền. Dịch: chẳng phải có chỗ, chẳng phải không chỗ, mười phương hư không chính là trước mắt. Lời khai thị: cảnh thanh sáu cửa, lâm tế tam quyền, thiên lâm giơ ngón tay, am chủ dựng nắm tay. Chỗ có Phật chẳng được trụ, xóa hết Tây Thiên và Đông Độ. Chỗ không Phật mau chạy qua, đánh bên Nam, động bên Bắc. Chứng chỉ lãnh xong sáu cửa vắng lặng. Mở cửa thả ra hạt dương châu, chẳng cần đem theo mười vạn tiền. Lời nghĩa giải, tổ sư nói, vô tại, bất tại, thập phương một tiền. Hoặc có người dùng ý thức suy lường rằng, tâm chẳng hình tướng, đạo tuyệt bờ bến. Ngay nơi hình tướng mà chẳng ngại mỗi mỗi phân thân, giữa nơi bờ bến mà đâu ngại trần trần hiển lộ. Trần trần hiển lộ chẳng lìa chỗ ở, thường trạm nhiên, mỗi mỗi phân thân tìm mãi biết ông chẳng thể thấy. Ở đây, cái ý chỉ vô tại bất tại, thập phương một tiền đã rõ ràng rồi. Tịch nghĩa giải, tịch rằng, người nói lời này đối với việc bị mắng là dòm bóng để trộm ánh sáng, thiếu một phần cho y cũng không được. Nếu chẳng thể đích thân hạ thủ phá vỡ hàng rào thiết di, mà muốn thấy ý chỉ vô tại bất tại của tổ sư, khác gì đi Trịnh Châu ra cửa Tàu Châu. Kệ kết thúc, kệ rằng, ngay chỗ chẳng lìa là vật gì? Lấp bích bốn phương khắp thái hư, ném ngay trước mặt chẳng che giấu, khiến kẻ nhìn thấy mắt bị mù. 66. Cực tiểu đồng đại, dâm tuyệt cảnh giới. Dịch: cực nhỏ đồng lớn, quên hẳn cảnh giới. Lời khai thị: đầu tử nói hoại, đại tùy nói chẳng hoại. Đọa hai quan ải này, đụng đâu đều chướng ngại. Không chướng ngại, chỉ cần đem hai câu ghép thành một chỗ xem. Bèn thấy hạt bụi chẳng nhỏ, hư không chẳng lớn. Công án sẵn sàng tuyệt che giấu, đáy thùng vì sao chẳng chống lũng. Lời nghĩa giải, tổ sư nói, cực tiểu đồng đại, dâm tuyệt cảnh giới. Người nghĩa giải cho rằng, trước nói vô tại, bất tại, tức là đề mục của cực tiểu đồng đại, cực đại đồng tiểu. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói, trên đầu sợi lông hiện cõi Phật, ngồi trong hạt bụi chuyển pháp luân. Nếu chẳng thấu đạt ý chỉ vô tại bất tại, thì đụng đâu cũng bị kẹt nơi cảnh giới. Đã bị kẹt nơi cảnh giới thì đâu có lý nào quên hẳn được. Đã chẳng thể quên hẳn cảnh giới thì lớn có tướng lớn, nhỏ có tướng nhỏ, đâu thể dung nhiếp thành một. Tịch nghĩa giải, tịch rằng, chỉ như người quên hẳn cảnh giới, còn thấy lớn nhỏ hay không? Nếu nói thấy thì chưa thể quên hẳn, nếu nói không thấy thì đâu khác chi người gỗ đất. Thử nói xem. Kệ kết thúc, kệ rằng, tu di chứa bụi người đều nhận, bụi chứa tu di Phật cũng nghi. Dẫu cho kiến giải siêu tình lượng, khắc thuyền mò kiếm đã chậm trì. 67. Cực đại đồng tiểu, bất kiến biên biểu. Dịch: cực lớn đồng nhỏ, chẳng thấy bờ mé. Lời khai thị: đắc được chẳng phải đắc, thấu rõ đâu có rõ. Tâm địa hoa nở nơi tuyết phân, tánh thiên nắng rồi băng hồ sáng, dụ cho vũ trụ. Kim phụng bay liền trên nhánh chưa mọc, voi ngọc diễu quanh bên cây không bóng. Bá trường giúp ông lão giải thoát thân chồn, nghèo nuôi một thân đã là nhiều. Văn thù chẳng thể xuất đình cho cô gái, vào chê ngàn người ăn vẫn còn ít. Chỉ biết cách núi thấy khói, ai hỏi ra cửa là cỏ, tất cả sẵn sàng, không cần tìm kiếm. Dẫu trong giày ống chơi kiềm búa, cũng là trước cửa đi quanh quẩn. Lời nghĩa giải, tổ sư nói, cực đại đồng tiểu, bất kiến biên biểu.
Hạng người nghĩa giải cho rằng: xưa kia Duy Ma Cật dùng thần lực giải thoát bất khả tư nghị, đem 32.000 tòa sư tử để trong phòng trường thất, mà phòng nhỏ chẳng thấy chật, tòa lớn chẳng rút nhỏ, rồi dùng tay phải hay lấy thế giới diệu hỷ để vào phòng, nói với đại chúng rằng: thế giới kia chẳng lay động, thế giới này chẳng biến đổi, đem lớn vào nhỏ, đem nhỏ vào lớn, dung nạp lẫn nhau, phi bỉ phi thử. Theo kinh nói, thần lực giải thoát bất tư nghị này suốt kiếp chẳng hết, nhưng thần lực này đều từ diệu tâm sáng tỏ chảy ra. Hoặc có người nói: nay tôi cũng từng ngộ diệu tâm sáng tỏ này, tại sao chẳng có thần lực? Hoặc đáp rằng: phải biết thần lực này vốn tự đầy đủ, chẳng cần tu chứng. Sở dĩ chưa thể hiện tiền vì kẻ sơ tâm nhập đạo, nơi sức định huệ giải thoát chưa đầy đủ. Dù chưa đầy đủ nhưng bổn giác trong tâm cũng chưa từng mất, khi cơ duyên đến sẽ tự hiện mà thôi. Dù nói cơ duyên đến, song cũng không được giữ một niệm tâm đợi chờ. Nếu còn có tâm đợi chờ, liền rơi vào dị kiến. Ví như trẻ sơ sinh chưa rời tấm tã mà muốn gánh nặng đi xa, có thể được ư? Dù chẳng thể gánh nặng đi xa, nhưng đối với việc gánh nặng đi xa chưa thể hiện tiền, đâu có nghi ngờ kinh sợ gì. Kẻ chân tham thật ngộ, nghe nói thần lực này, tự nhiên chẳng nghi ngờ kinh sợ. Nếu còn một mảy may nghi ngờ kinh sợ tồn chứa trong tâm, thì tâm này chưa từng khai ngộ. Gần đây bậc tăng sĩ hành cước chẳng cầu chánh ngộ, chỉ quý biện tài. Lại bậc ở địa vị làm thầy, phần nhiều thuận theo trào lưu. Đối với hành giả tham thiền, không dùng cơ xảo nghiêm khắc đánh đập, ai nấy cùng nhau đuổi theo vọng tình, khiến cho Bát Nhã ở Tòng Lâm bị quét sạch chẳng còn gì, thật đáng tiếc thay. Người có chí nên khắc khổ tu hành, lấy đại ngộ làm kỳ hạn, mới báo đáp được ơn sâu của Phật. Đức Phật đã từng nói hết những tề đoan ngày nay rằng: chúng sanh đời mạt pháp hy vọng thành đạo, chớ cho cầu ngộ. Vì người học rộng nghe nhiều, chỉ thêm đa văn, tăng trưởng ngã kiến. Lời Phật dù đã cách đây hơn 2.000 năm vẫn như hiện trên bàn tay, đủ thấy lời của Bậc Thánh chẳng dối chúng ta vậy. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng: im đi, im đi, ông tưởng ngộ rồi là xong ư? Dẫu cho ông chứng đắc thần lực giải thoát bất tư nghị, trong một sát na đem mạng căn của ông già Duy Ma Cật bóp nát. Nếu chưa thể quên được sở chứng của mình, còn ngồi ở trong thần vị cho là thù thắng, thì phải đến đây ăn gậy của lão tăng. Kệ kết thúc. Kệ rằng: lớn nhỏ mê ngộ bạc dấu tích, trăm ngàn thần lực thảy đều quên. Hành giả gặp ta giữa đường hẹp, cây gậy đánh gãy chưa thể tha. 68. Hữu tức thì vô, vô tức thì hữu. Dịch: có tức là không, không tức là có. Lời khai thị. Nửa đêm giờ Tí, gà gáy giờ Sửu, thạch nữ làm bằng đá, may áo chẳng giấu nối, người gỗ ham uống rượu bồ đề. Lúc xế chiều giờ Thân, mặt trời lặn giờ Dậu, voi chúa đi sâu vào núi tuyết, sư tử rống nơi đống lửa hồng. Ngày đêm 12 thời chẳng cần đếm hết. 30 năm sau có người phân rõ: vô vô, vô chẳng vô, hữu hữu, hữu đâu hữu. Gọi là trúc bề thì phạm, chẳng gọi là trúc bề thì trái. Phun hoa hương đầy áo, ông đã có cây gậy, ta cho ông cây gậy, nắm bóng trăng trên bàn tay. Tông ta chẳng lập giai cấp, đâu cần cưỡng phân xấu đẹp. Một trần khởi tam mùi, nhiều trần nhập chánh thọ. Gà vàng đá nhau dưới cây san hô, chó ngọc ngủ trong nụ hoa chim bạc. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: hữu tức thì vô, vô tức thì hữu. Người nghĩa giải cho rằng: hữu chẳng tự hữu, hữu là hữu của nhà vô. Vô chẳng tự vô, vô là vô của nhà hữu. Hữu chẳng đơn chiếc, vô chẳng độc lập. Người nói hữu vì trước đã thấy vô, sau đó mới nói hữu. Nếu trong lòng trước chẳng thấy vô, thì đâu thể ở ngoài đối đãi khi không nói hữu. Nên biết vô chẳng vô, vô tất là hữu, hữu chẳng hữu,
hữu tức là vô. Lý hữu vô vốn cùng một nguồn. Nói hữu thì dư cái hữu, nói vô thì thừa cái vô. Hữu vô dung nhau, đường nói cũng bằng. Ấy là ý chỉ trở về nguồn vậy. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng, dù vậy nếu chẳng phấn khởi đại chí, bạc sự tương đối của hữu vô nơi chánh ngộ, cứ khởi tâm phân biệt thì đâu có ngày được ý quên lời ư. Kệ kết thúc. Kệ rằng, trong vô nói hữu, hữu vẫn vô, vật này khó dẻ vào quả đồ, tức cười triệu châu quên trói buộc, nói càng bên nhà treo hồ lô. 69. Nhược bất như thử, tất bất tu thủ. Dịch: nếu chẳng như thế, ắt chẳng cần giữ. Lời khai thị: Lâm Hòa Tịnh thích trồng mai, Đào Quyên Minh chỉ trồng liễu, cùng là một hạng cao nhã đạm bạc, nhưng cả hai đều lọt vào hang ổ. Đâu bằng kẻ không ý chí cắm một cọng cỏ trên miếng đất chẳng âm dương, khiến hoa nở trước khi có ánh nắng mặt trời, trái chín mùi sau khi sương tuyết. Các người suốt ngày đêm lẩn quẩn đó mò trong đó có thấy chăng? Thấy thì rất kỵ dùng mắt nhầm, chưa thấy thì chẳng nên chạy lăng xăng. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói, nhược bất như thử, tất bất tu thủ. Người nghĩa giải cho rằng đây là lời dặn dò của tổ sư, nói phải có một niệm chân thật tương ưng với diệu tâm sáng tỏ và khế hợp với bản giác nguồn linh. Nếu chẳng như thế, dù cho biện tài thao thao đều là sở chấp của ngoại đạo. Hoặc nói, nếu chẳng như thế là quyết định muốn người khế ngộ chân tâm, ắt chẳng cần giữ. Là có ý muốn chỉ kẻ chẳng cầu chánh ngộ mà kẹt nơi ngôn thuyết cho là đắc chí. Nói ý này cũng thông. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng, vậy như hai thuyết này, nếu chẳng thể quên thân xả mạng, thề quyết đại ngộ, khi báo thân bỗng mất thì việc ta đâu còn. Chẳng biết người học ở trong bóng mộng quyển dựa vào đâu mà chẳng từ cảnh sắc. Kệ kết thúc. Kệ rằng, hết chấp hữu vô quên sắc không, kẻ trộm tự thú hiến tan vật, rẻ bằng vàng rồng quý như sình, xót thương không chỗ để dùi chôn. 70. Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Dịch: một là tất cả, tất cả là một. Lời khai thị: hai năm là 10, hai năm cũng là 7. Pháp vốn chẳng định, lãnh hội do người. Gọi chúng sanh là chư Phật, bản thể đâu sai. Gọi Phật là chúng sanh, lý cũng đâu mất. Bỗng có người ra nói, chúng sanh từ chúng sanh, chư Phật từ chư Phật, đâu thể thánh phàm lẫn lộn. Khiến cho ông già Thích Ca khi không bị quan, chỉ cần nói với ông ta, vô thủy dòng lưu chuyển đều do sự chấp này. Định tánh phàm phu bị Phật quở, thiên thủ Quan Âm xô chẳng ra. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Hoặc có người dẫn chứng kinh nói, một là một của tất cả, tất cả là tất cả của một. Nơi một chẳng ít, nơi tất cả chẳng nhiều. Đây là tâm và pháp cùng khắp, một với nhiều dung nhau, chẳng do thần thông mà ra. Ấy là pháp giống như thế. Thuyết này ghi đủ trong kinh sách, chẳng cần dẫn chứng, nói nhiều thêm phiền, nơi đạo vô ích. Phải biết, tổ sư trước tác minh này đến chỗ bất nhị giai đồng, vô bất bao dung, e kẻ hậu học chẳng thông đạt lý viên dung. Trước dùng dài ngắn tương tức, khổ tương, kế dùng lớn nhỏ tương tức, kế nữa dùng hữu vô tương tức, nay lại dùng một nhiều tương tức, đem vô biên thế giới dung thành pháp môn bất nhị, khai thác vũ trụ của vạn vật, mở rộng quê hương của chúng sanh, giúp cho hậu học chẳng cất bước mà đến, chẳng cách mảy trần mà nhập, chẳng ra sức mà thành, chẳng nổi niệm mà chứng. Nguyện đại từ đã thỏa mãn, công giáo hóa cũng cùng khắp rồi. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng, dù vậy, kẻ mang bức tranh ngựa đi tìm ngựa ngày càng thêm nhiều, phải làm sao xoay mặt họ lại, luôn cả tổ sư cũng đuổi ra một lượt mới biết tri ơn báo ơn. Nếu không, dí như đuôi rùa quét dấu, càng quét càng thêm.
Giải nghĩa lời tổ sư cũng giống như thế. Kệ kết thúc. Kệ rằng: Đại địa dò lại thành hạt gạo, công khai đánh trống mọi người xem. Mạc vàng trong mắt nếu chưa trừ, muốn biết trắng đen cũng khó khăn. 71. Đảng năng như thị, hà lự bất tất. Dịch: Nếu được như thế, lo gì chẳng xong. Lời khai thị: Đại tâm chẳng y trụ, đại quá chẳng dấu tích, đại cơ xảo chẳng cần làm, đại nhiệm vụ chẳng ra sức. Chỗ muôn pháp toàn hiển bày, ánh sáng và hình bóng đều diệt. Lúc một mảy lông chẳng hiện ra, lại chất đầy như núi. Mối trắng ăn lũng tâm Phật sắc, ruồi xanh đạp gãy lưng trâu vàng. Triệu Châu thấy ông buông chẳng xuống, Uyển Khê lại từ chỗ này vào. Tùy tai đem đến, tùy miệng nhổ ra, trí đâu thể biết, thức đâu thể nhận. Bao người ngó nhầm bị mù mắt, bất tài thừa kế uổng hứa khả. Lời nghĩa giải: Tổ sư giải, đảng năng như thị, hà lự bất tất. Người nghĩa giải cho rằng, Kinh Pháp Hoa nói: Nay ta vì ông bảo nhầm việc này, tròn chẳng hư dối. Tức là ý đảng năng như thị, hà lự bất tất của tổ sư. Là lời vì người học mà bảo nhầm, sự chí thành sách tấn thấy rõ ở đây. Tịch nghĩa giải: Tịch rằng, dù vậy y quả được như thế hay chưa? Dẫu cho vừa nghe liền gật đầu ba cái đã trễ tám khắc, suy nghĩ chốc lát thì bỏ mất quá lâu rồi. Kệ kết thúc. Kệ rằng: Như thế, như thế, cứ như thế. Việc sau lúc nào tìm hỏi ai? Gỡ được nhiều lớp da mặt sắc, đường về quê hương vẫn xa xôi. 72. Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Dịch: Tinh tự tâm là bất nhị, bất nhị phải tinh tự tâm. Lời khai thị: Tâm là căn, pháp là trần, hai thứ như dấu bụi trên gương. Vĩnh Gia đại sư nói quá lố. Muốn mở con mắt trời người còn như cách biển, sao chẳng nói tâm phi căn, pháp phi trần, cùng chuyển Như Lai chánh pháp luân. Bỗng có người nói: Lời Vĩnh Gia như cách biển, lời ông nói như biển cách. Đâu bằng Tam Tổ nói: Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Hai câu này như trái cân sắt, muốn đục chẳng thủng. Chỉ nói với y: Im đi, im đi, kêu đến chảy máu cũng vô dụng, không bằng ngậm miệng qua xuân tàn. Lời nghĩa giải: Hoặc có người nghĩa giải ý tổ sư rằng, chúng sanh mê tâm này đã lâu, nơi một pháp vọng sanh phân biệt, mỗi mỗi phân biệt đều là nhị. Nay thấy mình là tự, ắt thấy người là tha. Ấy gọi là cái nhị của tự tha, từ đây sanh khởi vô số phân biệt. Nhị lại thêm nhị, dùng toán số thí dụ cũng chẳng thể biết được số lượng. Cho nên lòng từ bi của tổ sư thái quá, đề ra hai câu tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm làm chánh ấn, con dấu chánh pháp. Ngay đầu thiền giả dùng ấn ấn định, như nắm bầu áo thì cả áo đều xuôi theo. Sấm sét đánh thức người mê mộng, nắng trời rọi khắp đường tối tăm, khiến người mù thấy, người điếc nghe, người nghèo thành giàu, người ngu thành trí. Chẳng lìa căn nhà chim bao, cao đăng quốc độ chân giác. Dùng thân quyển thẳng, chứng bản thể kim cang. Đáng xưng là thuốc thần trị bệnh sanh tử, là bậc đạo sư hướng dẫn từ phàm vào thánh. Rất hay, rất hay. Tịch nghĩa giải: Tịch rằng, khen ngợi tạm ngưng đi, chính ngay lúc ngộ đạo, cái thuyết bất dị này còn có chỗ dung nạp hay không? Nếu không có chỗ dung nạp thì tổ sư đến đây đáng ăn gậy. Kệ kết thúc. Kệ rằng, thánh phàm mê ngộ đều bất nhị, thấu rõ vốn từ tính tâm ra, tâm chẳng sanh diệt ai mê ngộ. Khi không nhảy vào hầm lửa hồng. 73. Ngôn ngữ đoạn đạo, phi khứ lai kim. Dịch: Đường ngôn ngữ chấm dứt, chẳng phải quá khứ hiện tại vị lai. Lời khai thị: Nói tâm tâm, phi tâm phi tâm. Tâm là phi tâm,
phi tâm là tâm. Giở đầu lên kéo chặn dứt, buông tay xuống lại khó tìm. Những dây dưa này khởi từ Tây Trúc đã hơn 2.000 năm. Trong đó, tổ Tây Thiên 28 vị truyền Đông Độ 6 đời, cho đến kẻ ngu độn 1.700, bày đặt muôn thứ, trừ mãi chẳng hết, kéo nhánh dẫn dây, thẳng đến ngày nay, biến ra lò rèn trui phàm luyện thánh, quá thành tòng lâm ngâm gió dịnh trăng. Bỗng có dị kiến đua nhau khởi, giúp cho dị chứng, tu chứng khác biệt, bài xích nhau. Pháp thuốc đã nhiều mà bệnh càng thêm nặng, huống là lộn vào độc của tà ba ngoại đạo, thành bệnh bó tay vô phương trị. Ngày nay trị ngựa chết xem như trị ngựa sống. Im lặng dây lâu nói, thuốc cơ xảo gật đầu ba cái để tỏ ngộ, ngoài ngôn ngữ câu được cả lý ngư. Lời nghĩa giải. Người nghĩa giải cho rằng đã là đường ngôn ngữ chấm dứt thì bài minh này chẳng phải lời thừa hay sao? Xem lời chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai mới biết mặt mũi của tổ sư còn đây. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng đừng nên xuyên tạc bậy bạ, làm trò cười cho kẻ bàng quan. Họ đâu biết lý vốn viên dung, đạo chẳng thể lìa, đường ngôn ngữ chấm dứt mà lại nói dài dòng đủ thứ, lời giải bừng bừng như lửa, chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai. Thanh tịnh pháp thân thường tịch diệt, độc dược đề hồ khuấy thành một chén, vàng rồng miếng ngói dò thành một viên. Chỗ dùng không khác lại có tiêu chuẩn, kẻ một chân đạp tới đấy chẳng có dấu tích, kéo ba lần chẳng quầy đầu, dòng từ tính toán. Thật là thánh sư của một đời, là mô phạm cho trăm kiếp, rút tủy phượng hoàng ra làm món ăn lạ cho cửa thiền, lấy gân sư tử dứt tuyệt tiếng gian nơi nhà chí linh. Dù vậy, tổ sư có chịu nhận cơm trà này hay không? Hãy thu hẹp dây dưa, mặc cho luận bàn. Kệ kết thúc. Kệ rằng: chim vẽ chén sành hót nhạc xưa, lừa mù đêm khuya đổi giọng ca. Đường ngôn ngữ dứt, đạo chẳng dứt, mặc kệ người đời loạn suy tư. Đoạn tổng kết. Phi văn phi tự, vô Phật vô tâm, đêm không lấp không, dùng độc trị độc. Công án của tổ tăng sáng thường tồn, tiếng tâm của tông Đạt Ma chẳng suy, mặc cho người đọc tính tâm minh, rất kỳ ghi nhớ lời của tổ. Thùng sơn đen vô ý đập lũng đáy, Ngọc Kỳ Lân ngay đó kéo quay về, dùng hết gia tài cổ Phật làm mù chánh nhãn đương cơ, xin hỏi linh nghiệm ở câu nào? Tính tâm minh tịch nghĩa giải.